khả năng lựa chọn những con tướng họ rất nhanh luôn, họ đưa ra quyết định vô cùng nhanh và không cần quá nhiều thời gian để suy nghĩ. Và những người cần phải suy nghĩ đó là các thành viên bên phía của FX. Họ đang suy nghĩ đến câu chuyện lựa chọn một con huê hỗ trợ dành cho SQ trong ván thi đấu này, và để xem liệu rằng đó có phải lựa chọn dành cho bên phía của FX hay không. Họ đang cân nhắc giữa những hỗ trợ có khả năng cấu rỉa và xoay tới xoay lui, thì quyết định là một hỗ trợ mở dành cho SQ với thêm một lựa chọn để giúp cho các thành viên bên phía của FX có những người che cái bộ la băng tiền đầu. Thiếu mở một con tướng có khả năng mở bắt đầu một tình huống giao tranh. Xin giao thì không phải là một con tướng quá là mạnh ở trong cái khả năng mở, và nên là con follow up theo ví dụ những chất tướng như Rel hay Leona chẳng hạn, và quyết định cuối cùng dành cho SQ sẽ là con Rel hỗ trợ để đi chung với lại Varus. Nhưng đây sẽ là một cái kèo đấu đứng dưới mà Vay và Lehen sẽ có quyền quyết định về việc là họ có muốn đẩy hay không nha. Sải tay dài hơn đến từ Jeremy và Lulu sẽ có được ưu thế trước cặp Varus và Rel ở bên phía bên kia. Ít nhất là cần cấp độ 3 để cho Hena và SQ lấy lại được cái ưu thế ở cánh dưới. Kèo đấu đứng giữa thì tôi nghĩ rằng đây sẽ là một kèo đấu rất là quan trọng. Ai là người có được ưu thế, và đặc biệt là nếu như mà Chovy hạn chế được khả năng di chuyển của con Talia trong tay Closer, thì sẽ là một cái điều rất là quan trọng đến từ bên phía của Genji để họ hạn chế cái khả năng đảo cánh và khả năng hỗ trợ đồng đội tới từ midlaner của FX. Vâng, và tôi nghĩ là với Koki ở tại thời điểm này thì nó hoàn toàn có thể làm được điều đó. Sức đi đường của Koki đã trở nên vô cùng mạnh với cái súng máy ở cấp độ 1 kết hợp cùng với những ngọc tái tổ hợp như là mưa kiếm. Thì lượng sát thương đến từ Koki sẽ là lượng sát thương hoàn toàn vượt trội so với Talia trong khoảng thời gian ban đầu. Và ở tại kiếm SI vừa rồi thì rõ ràng Chovy đã trình diễn một con Koki nó quá khủng khiếp đi. Và người ta cũng nói vui là nếu không phải Chovy thì được đánh Koki ở tại kiếm SI vừa rồi mà. Nhưng mà đây là một cái phiên bản mới của Koki, thì tôi đang rất là nóng lòng xem là cái sự thay đổi này của Koki, liệu rằng Chovy có còn sử dụng nó tốt như ở tại mùa xuân hay là kiếm SI vừa rồi hay không. Chúng ta cũng đến ngay với ván thi đấu đầu tiên trong cuối đầu BO3 giữa Genji Esports và FX trong khuôn khổ LCK mùa hè năm 2024 trên kênh 6 của LCK tiếng Việt. Và rất là hy vọng các bạn để lại thêm nhiều lượt like và lượt chia sẻ tương tác cho các nền tảng của chúng tôi ở trên Facebook, ở trên YouTube, ở trên cả TikTok nữa, và để xem là ngày hôm nay Genji đương kim vô địch của giải đấu sẽ đối đầu với FX ở trong màn ra quân của mình như thế nào với một con Koki, nhưng sẽ không phải là Koki AP nữa trong tay của Chovy. Và quyết định của Chovy là hướng tới một con Koki bước chân thần tốc để gia tăng thêm khả năng trụ đường ở khu vực đường giữa. Và bên phía bên kia thì đó là Talia tăng tốc pha của Closer. Khu vực đường trên thì Skarner của Clear quyết định mang theo một con Skarner thiên thạch bí ẩn. Và phía bên kia thì Kin đánh bằng một con Rumble đòn phủ đầu. Đòn phủ đầu hiện tại đang cho lượng tiền ở đầu trận cực kỳ nhiều. Lượng tiền về đoạn nửa sau khi đi kèm với lượng sát thương lớn nó sẽ không còn được nhiều bằng sau trước đây nữa. Nhưng rõ ràng là lượng tiền đầu trận nó sẽ có cái tác động tốt hơn để giúp cho Kin tiếp tục khuếch đại các lợi thế khu đường trên trong một kèo đấu mà chúng ta đánh giá là anh ta đã có được một power pick với lựa chọn Rumble như thế này. Hai rừng thì đều khởi đầu ở cánh trên, với việc là Kanyan thì anh ta sẽ ăn bùa xanh, còn với Raptor sẽ khởi đầu ở khu vực bùa đỏ và đều hướng xuống cánh dưới. Chúng ta cùng thị uy sức mạnh từ Châu Phi với tình huống bật súng máy. Nhưng Closer giữ clean rất là tốt, anh ta tránh việc bị đối phương tấn công sau khi mà Châu Phi đã nhấn cho mình cái súng máy ở cái tình huống cấp 1 lên 2 trước đến từ Châu Phi. Cộng bom khói và áp lực rất lớn đến từ đường giữa của Genji. Tôi thấy là phi thạch của Closer đã trượt hơi nhiều, không phải là vì anh ta quy dở đâu. Chovy né quá ghê thôi. Liên tục là những pha né phi thạch và sau đó trả sát thương tới từ Chovy có khu vực đứng dưới, thì đó là một pha làm choáng hai người tới từ SQ. Nhưng người anh ta đã bị mất đi khoảng chừng hơn nửa cây máu với lượng sát thương tới từ Pay cùng với Lehen và đầu tư tốc biến của Pay để thoát khỏi cú hack kim thuật tới từ SQ. Và đó là một pha chấp nhận mất tốc biến của Pay để giữ máu cũng như lấy được tương đối nhiều máu của cặp đôi xạ thủ hỗ trợ bên phía FX. DK rất ác đến từ Pay và Lehen, và thậm chí là Pay đầu tư luôn tốc biến để tránh một tình huống phản công ngược trở lại đến từ bộ đôi đường dưới bên phía của FX. Khu vực đường giữa thì mỗi tình huống lên hai trước và một cái bom phốt phò như vậy thì quá khó để cho Closer có thể đẩy lại được so với một con Koki rất chủ động đến từ vị trí của Chovy. Và đây là một cái điểm rất là quan trọng nha, như chúng ta đã nói ở cấm bỏ chọn. Nếu như Chovy có được ưu thế ở khả năng đẩy thì anh ta sẽ hạn chế rất nhiều cái khả năng hỗ trợ đồng đội đến từ con Talia này của Closer. Đội hình của FX cần phải có ưu thế ở cánh dưới dành cho Hena để có thể hạn chế đi khả năng farm và tăng tiến sức mạnh đến từ Jerry của Pay.
Và vì vòng rừng đến từ cả hai người chơi rừng đều có một điểm chung là từ khu vực cánh trên xuống, thế nên việc cánh dưới bên nào có được lợi thế đẩy đường tốt hơn, đó sẽ là một lợi thế dành cho rừng của họ để kiểm soát cua. Đó là một pha vòng ra phía sau đối phương tới từ Canyon. Sự tự tin tới từ Pay và Lehen đã khiến cho họ mất đi tương đối nhiều máu, và Lehen đã bắt buộc phải dùng cú tốc biến của mình sau một pha hack kim thuật tới từ Eskil cùng với cả Thiêu Đốt nữa. Canyon đang là người bị tấn công bởi cấp độ 4 của Shinra cho Tyraptor, và có vẻ như cua dưới với tình huống mất máu nhiều của Lehen, Canyon đang là người thất thế hơn. Đường giữa thì vẫn đang là một tình huống đẩy đường liên tục tới từ cả hai đường giữa. Tuy nhiên thì Closer đã chủ động về nhà trước với cú dịch chuyển, và điều đó đang khiến cho anh ta có được khả năng đẩy đường ổn. Nhưng mà Chovy quyết định bỏ lính để di chuyển xuống. Canyon đang là người gặp nguy hiểm ấy. Anh ta mất máu rất nhiều nhưng anh ta lại là người có chiến công đầu. Canyon đã phải lên bản đấu số, nhưng ngay lập tức đó là một tình huống gỡ gạc dành cho bên phía của Genji. Tốc biến lên, một mạng gỡ gạc nữa dành cho bên phía của Raptor. Và sau đó thì anh ta đang bị thả diều bởi Lehen. Corki của Chovy đã đến rồi, và đó là double kill dành cho Raptor trước khi anh ta lên bản đấu số với hai bùa trở lại dành cho đường giữa của Genji. Rất nhiều điểm hạ gục đến từ cả hai đội ở trong tình huống này, đó là 3-3. Và Chovy là người được hưởng lợi nhất khi mà anh ta có được hai bùa dưới chân. Nhưng trong khoảng thời gian đó thì Closer, quyết định của Closer là không di chuyển. Anh ta sẽ đẩy vào và lấy cho mình những cái lượng máu trụ và lượng giáp trụ đầu tiên ở trong ván thi đấu này. Và chúng ta cùng nhìn lại tình huống 3-3 ở cánh dưới, khi mà mục tiêu đến từ bộ đôi của FX ban đầu là con Senzuani trong tay của Canyon. Những sức chống chịu của Canyon nó khiến cho máu tụt mất đi của vị trí execute là nhiều hơn rất nhiều. Và may mắn là trong tình huống này Raptor làm tốt với cú double kill, nếu như không thì sẽ là bất lợi rất lớn đến từ bên phía của FX. Chung quy lại thì có vẻ bên phía FX vẫn là những người có được nhiều ma hạ gục hơn. Họ có tổng cộng được 3 ma hạ gục. Nhưng phía bên kia thì Genji cũng có được 2 ma hạ gục ngược trở lại, trong đó có một cái chiến công đầu trong tay của Canyon và một mạng với hai bùa trong tay Corki của Chovy. Đó là một lượng tài nguyên, chính xác là bên phía của Genji có được 3 mạng luôn à. 3 đổi 3. Như vậy đó là một tình huống trao đổi hoàn toàn lời cho bên phía Genji, vừa có chiến công đầu, vừa là những cái ma hạ gục rơi vào tay những chủ lực rất quan trọng như là Corki cùng với Jerry. Ở phía bên kia thì hai mạng rơi vào tay của Raptor. Yêu cầu người chơi đi rừng bên phía của FX sẽ cần phải tận dụng những ma hạ gục này cực kỳ tốt để hỗ trợ các đường của họ, vì các đường của họ thực sự đang gặp khó khăn. Thực ra thì đây cũng sẽ là một cái điểm chưa biết là có phải lợi thế hẳn hay không đến từ bên phía của FX, nơi mà con Shinra khi mà đối đầu với đội hình hai xạ thủ, nếu như Shinra của Raptor xanh và anh ta càn được vào tuyến sau thì nó sẽ khiến cho cả Pay và cả Chovy rất là khó chơi ở giai đoạn sau. Nhưng cái điều kiện cần để anh ta làm được yếu tố đó là anh ta sẽ tiếp tục phải duy trì được cái sức ép của mình, hay là tiếp tục xuống cánh dưới để có thể cam vào bộ đôi Pay và Lehen, những người chưa hồi lại tốc biến ở trong khoảng thời gian này nha. Vâng, và các bạn thấy cái lối chơi của Chovy đã thay đổi rất nhiều so với trước đây rồi. Anh ta là một người có xu hướng farm rất nhiều ở những năm trước đây, nhưng vừa rồi tình huống xử lý đầu tiên của ván đấu là một tình huống anh ta chấp nhận bỏ farm để đi roam hỗ trợ đồng đội từ thời điểm rất sớm của một con Corki. Và đó là một cú roam mà giúp cho anh ta có được một ma hạ gục với hai bùa. Anh ta quyết định đóng cho mình một cái giày thủy ngân khi biết rằng những áp lực phía bên kia tới từ Talia và Shinra là có. Chấp nhận câu chuyện là anh ta sẽ không có được nhiều áp lực đi đường với cái lượng trang bị mang ra chỉ mang tính chất phòng ngự mà thôi. Một giày thủy ngân và một cái hồng ngọc, không có bất kỳ một món trang bị cộng sát thương nào tới từ Chovy mang ra cả. Có vẻ như là Chovy sẽ muốn bán máu để đường luôn, để anh ta hạn chế đi khả năng di chuyển của Talia trong tay Closer. Closer vừa rồi dùng mặt đất dậy sóng để ra đường nhanh hơn à. Như vậy anh ta sẽ không có mặt đất dậy sóng để tiếp cận sang hai cánh, nơi mà nãy giờ Canyon anh ta hiểu được rằng cái điều kiện thắng của mình vẫn sẽ là Jerry ở khu vực đứng dưới trong tay của Pay. Và khi mà Pay chưa hồi lại hai phe bổ trợ thì anh ta vẫn ở khu vực này. Và hiện tại thì xạ thủ bên phía của Genji đã hồi lại cả tốc biến và thanh tẩy, thì không có lý do gì Genji để lỡ con rồng nguyên tố đầu tiên của ván đấu cả. Những câu trả lời ngay lập tức đến từ FX sẽ là ba con sâu hư không. Có lẽ cũng dễ hiểu khi mà Closer dùng chiêu cuối để di chuyển ra khu vực đứng giữa nhằm có được chỉ số farm, khi mà anh ta vẫn đang là người farm thú tương đối. Chovy rất tự tin lao lên, và sau đó khu đứng dưới cũng có một tình huống tấn công tới từ vị trí của Pay. Sát thương của anh ta là rất nhiều với đây là đỉnh điểm, nhưng nó chưa đủ để có thể kết liễu được Henna. Henna đã mất hồi máu. Với ngưỡng máu này thì Henna có lẽ sẽ phải bỏ trụ để chạy lấy người mà thôi, vì Canyon đang có mặt ở đây với cấp độ 6 của một con Sejuani. Bất lợi là có, và đó là một tình huống chiêu cuối đoán định đối phương đang bấm B vào trong bụi cỏ tới từ Canyon. Nhưng đó là một tình huống mà Henna đã rút lui rất sâu về hướng trụ 2 của FX mới bấm B về. Nhưng tình huống bấm B về ở vị trí xa như vậy, trễ như lính. Vậy là mất quá nhiều lính. Chính xác là như vậy. Cái động thái đến từ Pay tôi nghĩ rằng là anh ta sẽ chỉ muốn gây áp lực và khiến cho Henna bắt buộc phải buông bỏ cái quê lính vừa rồi mà thôi. Và Execute đang muốn có một tình huống khó chịu với pha hủy bấm B về nhà. Nhưng mà cái tình huống này thì Pay anh ta cũng sẽ không mất quá nhiều, sẽ làm tình huống bấm B về và đón nhận thơ lính mà Henna đẩy ngược lại ở trong cái quê lính sau mà thôi. Còn ở cánh trên thì ở trong giai đoạn early game thì camera không lia quá nhiều. Chỉ số lính thì chắc chắn ở kèo này thì Kim sẽ có được những cái khả năng dẫn trước nhờ vào chất tướng nhỉnh hơn ở trong giai đoạn ban đầu là Rumble so với lại Skarner rồi.
Vâng, và kết hợp cùng với cái lượng tiền tới từ Ngọc Thái thu hợp đòn phủ đầu thì chắc chắn Kim sẽ có một lượng kinh tế khu đường trên nhỉnh hơn so với clear đâu đó khoảng chừng 400. Khu vực đường giữa đó là 800 tiền chênh lệch dành cho Chovy với một con Corki có được một mạng và chỉ số farm của anh ta vẫn đang tốt hơn rất nhiều so với Closer phía bên kia. Mặc cho Closer đã dùng cú chiều cuối của mình chỉ để với mục đích đó là farm mà thôi, nhưng anh ta vẫn không farm lại so với Corki của Chovy được. Và Chovy cũng đã có một pha di chuyển mà anh ta mất một đợt lính khu vực đường giữa cũng khá khá, nhưng anh ta vẫn đang đảm bảo chỉ số farm tốt. Và bây giờ thì anh ta bắt đầu xách ra những trang bị cậu sát thương rồi, đó là búa gỗ cùng với một thanh kiếm giả. Đây sẽ là một con Corki 8 hợp kiếm ở trang bị khởi đầu chứ không phải là Corki theo hướng sát lực sớm nhờ vào mưa kiếm. Ở trong ván đấu này thì Chovy lựa chọn cho một bước chân thần tốc, anh ta sẽ lên thuần túy là một con Corki theo kiểu sát thương vật lý cơ bản mà thôi, với 8 hợp kiếm và vô cực kiếm sẽ là hai trang bị đầu tiên mà đứng giữa bên phía của Gen Z Esports hướng tới. Mặc dù đảo đường nhưng farm vẫn hơn. Còn Closer thì đang cầm một con Talia, nhưng mà cái khả năng đảo của anh ta không thể tốt bằng so với Chovy và rất áp lực với lại bom phốt phò cùng với lại tên lửa định hướng chúng liên tục và khiến cho cái ngưỡng máu của Closer chỉ còn dưới nửa cây thôi. Rất ngợp dành cho Closer trong ván này và Cannon lại tiếp tục có mặt tại khu vực đường dưới với cái bộ la băng hàn của mình hất tung liên tục. Ui. Hất tung tới cái mức mà SQ này tưng cho tích anh ta lên bản điểm số, đó là khổng lồ hóa, đó là những tình huống hất tung tới từ Sejuani với được kỹ băng giá nữa. Và SQ đang có một phá kim thuật thì anh ta lên bản điểm số ngay lập tức, không kịp tốc biến, không kịp úa gì cả. Anh ta cũng không có giày thủy ngân để tỉnh choáng nhanh hơn. Và đó tiếp tục là một pha khai thác mạng cũng thành công cho bên phía Gen Z. Nó rơi vào tay của Lehen. SQ có tốc biến nha, nhưng mà đúng là như Tùng đề cập thì cái lượng hiệu ứng mà Gen Z Sport trồng vào ở trong pha vừa rồi nó quá là nhiều đi mà. Như một quả bóng vậy, và hỗ trợ bên phía của Phoenix đành phải nằm lại mà thôi. Và điểm hạ gục dành cho Lehen ở trong pha dồn hiệu ứng vừa rồi đến từ bộ ba bên phía của Gen Z. Đây chúng ta cùng nhìn lại. Cái nền hút quy vào. Sau đó là bô la băng hóa cóc rồi thì khổng lồ hóa. Quá nhiều thứ vào người của SQ. Và lần nằm xuống thứ hai đến từ người chơi hỗ trợ bên phía của Phoenix là điều dễ hiểu mà thôi. Còn chúng ta cùng quay trở lại với camera Lee ở khu vực đứng giữa, nơi mà Chovy vẫn đang tạo ra cái sự khác biệt so với lại Closer ở bên phía kia. Và lúc này cũng đang có một trang bị khởi đầu cũng rất thú vị của Cannon, đó chính là một cái tụ bão Zig. Đây là một trang bị khá là rẻ tiền cho những chỉ số chống chịu ổn và giúp cho Sejuani có khả năng càn vào tốt hơn với khả năng làm chậm tới từ nội tại của trang bị này mỗi lần mà Cannon dùng cú chiêu cuối. Đây là một trang bị giá thành của nó chỉ có 2.200 thôi. Nó cơ bản là một trang bị chống chịu và Martin nó hỗ trợ đồng đội. Sao như vậy? Lời thề hiệp sĩ ở bản này thì bị giảm sức mạnh. Và cái việc mà bạn sẽ phải đổi qua những cái trang bị hỗ trợ khác và có giá thành vẫn được giữ vững và rẻ như vậy cũng là điều hợp lý đến từ một con tướng mang thì tướng chống chịu và hỗ trợ như kiểu là Senjuan. Nhưng mà nãy giờ thì Kainian vẫn đang có những cái pha combat rất là hiệu quả. Anh ta hiểu rằng là cái kèo đấu đường trên này cứ để cho Kin 1-1 với lại clear thì hoàn toàn thoải mái khi mà anh ta sẽ hack tiền được với đòn phủ đầu. Và cam xuống cánh dưới với điều kiện thắng nhắm vào pay sẽ là hiệu quả hơn đến từ con Senjuani của Kainian. Và nãy giờ thì anh ta vẫn làm rất tốt yếu tố đó. Nhưng ba con sâu hư không tiếp theo thì sẽ như thế nào đây? Có dịch chuyển đến từ vị trí của Chovy. Và đây sẽ là một cú xuyên tâm kích để khiến cho Chovy phải mất thảm lửa. Nhưng Kin đang tới một cú mưa tên lửa bô lạc băng phối hợp quá đô tốt đến từ bên phía của Gen Z Sport. Và sát thương đến từ hai xạ thủ bắt đầu trồng vào. Tôi đã không thấy Phoenix có khả năng thắng trong pha giao tranh này. Clear bắt buộc phải tốc biến rút lui, nhưng anh ta đang bị sấy rất đau bởi vị trí của Kin, bắt buộc phải sử dụng cho mình tốc biến để có thể bỏ chạy. Và thậm chí là Kin đang muốn truy đuổi lão bóng điện vừa rồi, hơi thiếu tầm một chút nhưng vẫn có một mạng dành cho bên phía của Gen Z. Và họ ngắt được mạch sâu hư không đến từ Phoenix. Các bạn có thể cảm nhận được cái khả năng giao tranh tổng của Gen Z bây giờ nó khủng khiếp cỡ nào rồi. 5 con người này thi đấu với nhau như một tập thể vô cùng gắn kết và không có bất kỳ một khoảng hở nào trong những tình huống mở của họ để mà bên phía Phoenix có thể phản ứng lại cả. Một pha bô la băng hàn kết hợp cùng với khổng lồ hóa rồi tụ bão dịch làm chậm điện đạt đỉnh điểm và mưa tên lửa. Tất cả mọi thứ được chồng vào với nhau theo một thứ tự vô cùng hợp lý và Gen Z thực sự khiến cho bên phía của Phoenix không có cơ hội để có thể phản kháng. Họ chỉ có thể cắm đầu cắm cổ chạy mà thôi. Chúng ta hãy cùng nhìn lại pha này. Khởi đầu đó là mưa tên lửa của bô la băng hàn được tung ra ở ngay cùng một thời điểm. Và sau đó thì Cannon nhận được thêm một cú khổng lồ hóa hất tung 3 thành viên đối phương cùng với tụ bão dịch làm chậm liên tục. Đúng là không có cách nào để Phoenix có thể giao tranh được cả. Những kỹ năng được dùng đến từ phía Gen Z quá hiệu quả đi. 5 người như một vậy và mạng lại tiếp tục nằm trong tay của chủ lực, đó là Chovy với điểm hạ gục thứ hai. Phoenix ngay lập tức gỡ lại với con rồng nguyên tố, nhưng mà rõ ràng là mạng đang nhược nhường quá đúng người. Hai mạng dành cho Pay, hai mạng dành cho Chovy. Và Kin thì vừa rồi có một pha mưa tên lửa và anh ta hack được một tá tiền với cái đòn phủ đầu. Với tình huống mưa tên lửa chúng 4-5 người như vậy, khả năng dồn hiệu ứng và khả năng phối hợp giao tranh phải nói là quá tuyệt vời đến từ bên phía của Gen Z Sport, giúp cho họ bứt lên với ngưỡng tiền chênh lệch với Phoenix ở thời điểm ngay phút thứ 14 này đang là 4.000 tiền rồi.
4.000 tiền chênh lệch, mặc dù chênh lệch về mã hạ gục chỉ là con số 3 mã hạ gục mà thôi. Đó thực sự là một màn thị uy sức mạnh của nhà đương kim vô địch Gen Z với đối thủ được đánh giá yếu hơn, đó là FX. Họ vừa cho chúng ta thấy khả năng kết hợp đội hình với khả năng giao tranh tổng là vượt trội hoàn toàn so với đối phương. Sự chủ động trong lối chơi đang giúp cho các thủ môn Gen Z khai thác được hàng tá những lợi thế tốc biến còn. Hena tốc biến đi ngay lập tức sau tình huống bola băng hàn tới từ Sejuani của Cannon ở khu vực đứng dưới thì sao? Kim tung chiêu cuối và ép luôn tốc biến tới từ Closer. Đơn giản là dùng những cú chiêu cuối để ép tốc biến đối phương trước thềm những mục tiêu lớn mà thôi. Hai chiêu cuối đổi hai cái tốc biến phải nói là quá lợi thế đến từ bên phía của Gen Z Esports. Và thậm chí là họ đang muốn lên lấy cái mạng của Clear Isaac đây, đang là một con Skarner chống chịu và đứng trong thềm trụ một nhưng cảm giác là cũng không an toàn. Còn ở cánh dưới này thì cây niền có vẻ như là cũng không ngại Raptor lắm ở trong những tình huống tay đôi khi mà đứng đằng sau lưng anh ta là Lehen. Thậm chí là cả Rambo trong tay của Kid nữa. Pay tiếp tục đẩy một quê lính lớn vào cái trụ thứ nhất ở khu vực đứng giữa. Và không ít thì nhiều Hena lại tiếp tục mất lính mà thôi khi mà anh ta phải bơm bê về nhà. Một pha xâm lăng nhưng cây niền giữ lại được con bùa đỏ. Và anh ta rút lui cách rất đơn giản. Tiếp tục là hack điền đến từ Kid với cái đòn phủ đầu. Và kéo rất đông thành viên của FX xuống khu đứng dưới để tấn công nhưng nó chẳng có bất kỳ một công cụ nào để có thể tấn công được cả. Không thông biến. Họ biết ở tại thời điểm này Kin không có chiêu cuối, Cannon không có chiêu cuối họ muốn đánh. Nhưng đó là một tiếng quang để chấn thành công tới từ Closer có khổng lồ hóa và Cannon đang có thể thực sự gặp nguy hiểm. Anh ta vẫn tốc biến được cái băng giá rút lui thành công. Là một pha đu bám theo, chiêu cuối trượt tới từ Hena. Không có mà gục nào dành cho phía cho tiếng tấn công vừa rồi cả. Họ chỉ lấy được tốc biến của Cannon mà thôi. Họ đã đầu tư rất nhiều cú chiêu cuối quan trọng của mình nhưng không có được mà hạ gục. Và khoảng trống đường giữa có dành cho xạ thủ của Genji, đó là Pay, để anh ta tiếp tục tiếp cận băng trụ đường dưới. Tiếp tục được diễn ra đến từ bên phía của FX. Họ tràn vào tấn công, Cannon bị choáng, Cannon yếu máu, Cannon lên bản đếm số. Xin tập kích quá tốt từ TSKill. Sát thương dứt điểm đến từ bên phía của FX có hay là không đây? Đó là đủ sát thương để có thể lấy cái mạng thứ hai cho bên phía của FX. Họ đã có những người phải nằm xuống. Đó là một người Pay đang tới để có thể cấn ba. Trụ đã bắn hạ được hai thành viên bên phía của FX và bọc sau tới từ xạ thủ của Genji. Với một con Jerry có điện đà đỉnh điểm, anh ta có mạng đầu tiên, anh ta có một tình huống tiếp cận và thanh tẩy của anh ta mặc dù đã dùng rồi nhưng anh ta vẫn còn tương đối nhiều máu. Và phía bên kia thì hai bùa dưới chân Closer, liệu rằng anh ta có xử lý được kèo 1v1 với Pay hay không đây? Pay quay sang dọn lính trụ bắn vào người Closer và Closer lên bảng đếm số. Hai mạng dành cho xạ thủ bên phía của Genji Sport và tình huống đại chủ của FX phải trả với cái giá quá đắt. Chưa kể là Chovy vẫn đang free trên top với khả năng farm và anh ta sẽ tiếp tục lấy thêm về trụ dành cho bên phía của Genji mà thôi. Chúng ta cũng nhìn lại pha này. Hai chiêu cuối được đầu tư nhưng mạng của Kanyan vẫn được giữ lại cho đến tình huống đại chủ sau. Đủ hiểu là con heo này của Kanyan nó trâu đến như thế nào. Anh ta lùi về được với khổng lồ hóa được hỗ trợ đến từ vị trí của Lehen và pha giữ trụ câu thời gian này đến từ bộ ba của Genji Sport là đủ lâu để giúp cho Pay đẩy sát vào thêm trụ hai và thậm chí là anh ta còn di chuyển xuống lấy được cho mình cú double kill nữa. Một khoảng trống lớn để Pay vừa có trụ đường giữa, vừa đẩy xong đợt lính vào trụ 2 và vừa xuống đường dưới có được cho mình, đó là hai mà hạ gục. Và tình huống xử lý cuối cùng của Pay cũng cho thấy được cái sự tỉnh táo tới từ xạ thủ Genji khi anh ta quyết định chuyển sang tấn công lính để lấy sát thương từ trụ, và sát thương từ trụ là sát thương dứt điểm được vị trí của Closer giúp cho Jerry của Pay lúc này đã là 4-1-4 rồi. Đao chớp Navori đã có ở món trang bị thứ hai và đây thực sự là một con Jerry siêu khỏe. Rồi hai đồ rưỡi đến từ Pay và khó dành cho phía của họ phải làm như thế nào đó để khiến cho Pay bị hạn chế khả năng bắn. Nhưng với một con Jerry với độ cơ động, với điện đạt đỉnh điểm, thậm chí là cả thanh tẩy cũng như là tốc biến nữa thì quá khó để phía có thể ngăn cản được ngòi nổ này đến từ bên phía của Genji Sport. Còn chưa kể là một con Cocky của Chovy vẫn đang pha 178 chỉ số lính và anh ta tiếp tục lấy về thêm một trụ nữa. Nhưng đây sẽ là trụ gỡ gạc dành cho bên phía của FX mà thôi. Một pha lái sứ giả phải nói là rất lụa đến từ cây niền để giúp cho bên phía của Genji có được cái trụ thứ ba trong trận đấu này. Và có vẻ là Closer đã không xử lý tốt cú chiêu cuối của Thalia, bởi vì nếu như đúng lý thuyết thì chiêu cuối chặn của Thalia sẽ chặn được sứ giả. Chặn muộn. Nhưng mà anh ta dựng hơi trễ và khiến cho cái trụ hai đường trên của FX đã phải nằm xuống sau con sứ giả của Genji. Lợi thế chồng chất lợi thế dành cho nhà đương kim vô địch và lúc này họ đang dẫn trước đối phương đâu đó khoảng chừng 6.000 tiền sau chỉ 17 phút mà thôi. Khó, thực sự là khó đến từ FX. Lợi thế về tiền nó đang là quá vượt trội đến từ bên phía của Genji Sports. 6.000 ở phút thứ 18. Và trong cái cách mà Genji có đánh giao tranh thì tôi cũng khá là chắc là FX có thể đánh lại được. Họ cứ phối hợp combo bola băng vào mưa tên lửa, combo côn gác băng hỏa của Genji Sports được đầu tư và hai xạ thủ cứ thế bắn vào thôi. Cách chơi rất đơn giản nhưng mà nó lại cực kỳ là chuẩn chỉ và hiệu quả đến từ bên phía của Genji. Tiếp tục sẽ là trụ dành cho Cocky của Chovy, nãy giờ anh ta chơi với lính ngoài á. Và đây sẽ làm tình huống của Raptor. Lại tiếp tục là một cái tốc biến
phải đầu tư đến từ Raptor, thậm chí là tốc biến anh ta vẫn bị truy đuổi bởi Pay, bán quyền thương đẩy Pay ra nhưng làm chậm liên tục. Bên này có một tình huống áp chế về nhưng Chovy có tốc biến, Chovy đang bị chồng CC và Chovy không kịp tỉnh với điểm mạo gục dành cho pha rớt của Hena. Nhưng ở hướng ngược lại thì Raptor cũng phải nằm xuống với mạng dành cho Pay. Đó là một pha truy đuổi rất gắt gao tới từ bộ ba thành viên của Gen.G tại khu vực cánh trên và đã hạ gục thành công được Raptor, lấy được tốc biến của anh ta. Khu vực đứng dưới thì đây là lần đầu tiên trong ván thi đấu này mà chúng ta thấy được cái sự khó chịu tới từ một con Skarner. Vừa rồi thì Clear đã có một pha áp chế thành công Chovy và hạ gục thành công đứng giữa bên phía của Gen.G tại khu vực đứng dưới. Điều đó khiến cho Kennen đang phải ăn con rồng này một mình và cần thêm nhiều sự hỗ trợ của Gen.G để giúp cho Kennen có được con rồng lửa này. Bấy khỏe quá. Đó là cú dịch chuyển tới từ Kin. Phía bên kia thì Pay đang khép góc hoàn toàn vị trí của Clear, mưa tên lửa vẽ ra tốc biến tới từ Kin, đổi tốc biến với Closer. Closer thực sự đang ở trạng thái máu tương đối yếu. Pay không muốn truy đuổi và anh ta quyết định giật về tiếp tục farm cũng như có rồng cho Gen.G ở phía sau. Tele xuống đến từ Kin và anh ta vẽ cho mình một cái mưa tên lửa. Nó khiến cho thậm chí là XQ có hai phép bổ trợ và chiêu cuối tốc biến cũng như hack kỹ thuật, nhưng anh ta cũng bất lực nhìn đồng đội của mình rút lui mà thôi, cũng không có bất cứ một pha follow up nào cả. Còn đây là tình huống mà cái bán nguyệt thương thì nó xóa bỏ được sát thương ở vòng ngoài nhưng mà nó không xóa bỏ được hiệu ứng và vẫn bị làm chậm với cái lao móc điện và nằm xuống thôi. Còn đây là tình huống mà Clear rất nhanh với cú tốc biến ủi vị trí của Chovy vào tường và sau đó là kéo Chovy về trồng thêm một sợi xích nữa. Raptor lại đi đâu đây? Khổng lồ hóa được đầu tư hất tung nhưng Pay đang bị liên hoàn tâm kích lần ba xỉa khá đau và anh ta phải rút lui với ý một tình huống nhanh như điện qua tường. Và cả khổng lồ hóa của Lehen cũng đã được dùng nữa. Đó là một tình huống tấn công mà bên phía Gen.G không muốn đâm vào quá sâu do là bên phía của VX đang có đông người ở đó hơn. Gen.G thì đang bị thiếu cú dịch chuyển của Kin. Kin đang ở khu vực cánh dưới. Bộ bốn các thành viên bên phía của phía khu vực đứng trên đang có một pha muốn tấn công Chovy nhưng Chovy vẫn còn đó là tốc biến và chiêu cuối của Hena. Có ý định nhắm tới Kennen thì đó lại là một cú chiêu cuối trượt. Kennen còn tốc biến và với con Sejuani cũng chuẩn bị là hai đồ lớn với giáp máu của móc ở trang bị thứ hai thì anh ta cũng rất trâu. Gần 3.000 máu với lại một con Sejuani ở thời điểm hiện tại với cái nguồn sát thương của Hena hay là vị trí của Closer, tôi nghĩ rằng sẽ mất một khoảng thời gian khá để họ có thể hạ gục con tướng chống chịu này. Kin thì rất là thoải mái, nãy giờ thì Gen.G chia người đẩy cánh rất là khó chịu nhá. Các bạn có thể để ý thấy là hai cái lính đường cánh lúc nào cũng là lính đẩy dành cho Gen.G và khi mà họ lấy được mạng của phía X đồng nghĩa với những cái trụ của phía X sẽ nằm xuống. Còn khi mà phía X ăn được mạng của Gen.G thì họ cũng không thể gỡ được trụ và đấy là sự khó chịu và đây là lý do tại sao mà nói rằng là sức mạnh hiện tại của Gen.G rất khó để có thể ngăn chặn được. Sẽ là một tình huống kiểm soát Baron ở cánh trên đến từ 4 người bên phía của Gen.G Sport nên nhớ rằng Kina không có tele nha. Nếu như đánh nhau xảy ra thì sẽ là 4-4. Và đúng là như vậy và thậm chí nếu như Clear có cú di chuyển lên cánh trên thì phía X thậm chí sẽ là những người có được lượng nhân sự đông đúc hơn. Nhưng... và đây là một pha mà Kin chủ động 1v1 với một pha dịch chuyển bỏ chạy tới từ Clear thì anh ta sẽ rút lui thành công mà thôi. Anh ta biết rằng phía sau Kin có người đầu tư dịch chuyển để rút lui ngay lập tức sau một pha đẩy cao tới từ đường trên bên phía của phía X tại khu đường dưới. Và khu cánh trên thì vẫn đang là cuộc chiến tầm nhìn đến từ cả hai bên. Gen.G muốn ép tầm nhìn để có những pha bắt lẻ và chuẩn bị cho các Baron bởi vì họ đã có một con Zeri 3 đồ rất sớm. Việc kiểm soát Baron và ăn đi nó thì là chuyện mà bên phía Gen.G có thể hướng tới được nếu họ thành công trong những pha bắt lẻ của mình tại khu bùa đỏ đối phương. Đang là một pha đi đầu tới từ Kennen với những áp lực tới từ Bola Băng Hàn và anh ta vừa cướp thành công con bùa đỏ của đối phương. Khó chịu, rừng bây giờ của phía không còn là của họ nữa, thậm chí là tấn công thẳng vào con Skarner của Clear luôn. Nhưng với băng giáp và W thì Clear có rất là nhiều giáp ảo và tạm thời thì cái lượng sát thương đến từ hai trận thủ của Gen.G chưa được bung ra một cách toàn vẹn và khiến cho Clear chỉ đơn giản là đi bộ về, không mất bất cứ một cái chiêu thức hay là phép bổ trợ gì. Tốc biến của anh ta cũng chưa hồi cơ. Gen.G sẽ cướp hoàn toàn phần rừng mà thôi. Rừng của phía X thì không, đúng là không còn là của họ nữa rồi. Liên tục là bùa đỏ, bùa xanh, bãi chim, thậm chí là cả bãi cóc nữa cũng theo hoàn toàn thuộc về bên phía của Gen.G Sport mà thôi. Nó khiến cho cái lượng chênh lệch về chỉ số lính của Pay cũng như là Hena sẽ càng ngày càng giãn cách mà thôi. Hiện tại thì đang là hơn 80 lính chênh lệch đến từ hai xạ thủ. Vâng, và thực sự đây là một chênh lệch rất lớn. Nó xuất phát từ việc Pay đang có lượng trang bị nhiều và anh ta đi pha những bãi cóc cũng là rất nhanh. Và Raptor đi lạc, Raptor bị hóa cóc, Raptor lên bảng đế số mạng hạng mục thứ 6 dành cho Pay. Một con Zeri quá khỏe với cấp độ vượt trội và sau đó thì lại còn có được lượng chỉ số farm. Các bạn thấy 22 phút 260 chỉ số farm. Chovy hôm nay là nhường đất farm cho Mpay và Mpay farm cực kỳ ác ở trong ván thi đấu này. Và mất rừng thì phía X làm gì đây? Họ đang muốn có một tình huống ép giao tranh nhưng mưa tên lửa lại trải ra và Hena không thể đi vào khu vực Baron được. Góc này thì liền anh ta băng vào nhưng mà anh ta bị cô lập. Tốc biến áp chế một mình Chovy về có sợi xích chồng vào, Chovy lại bất tỉnh, Chovy nằm xuống nhưng còn Pay. Pay đang xả súng, Pay có được cho mình mạng hỗ trợ khi điểm mà cũng thuộc về vị trí của Kin nhưng tốc biến mũi tên xuyên phá với tên độc nhưng Hena chưa đủ sát thương với tình huống tạo lá chắn đến từ vị trí của Lehen.
Nhưng tạm thời thì phía ngăn cản được pha Rush Baron đến từ bên phía của Genji. Tiếp tục là quang địa chấn thành công, Kanyan thấp máu, Closer tiếp tục phi thạch, nhưng tình huống phi thạch cỡ đại của anh ta thì nó không chuẩn xác, nó chưa chuẩn xác thì đúng hơn. Mất cho mình cái quyền trượng đại thiên sứ đến từ vị trí của Closer, và sát thương là không đủ đến từ bộ đôi bên phía của Phoenix. Nhưng như tôi đã đề cập, cái được của họ là họ ngắt được một tình huống Rush Baron đến từ Genji. Nhưng mà tiếc cho bên phía của Phoenix ở chỗ là họ cũng không có khả năng ăn Baron ngược trở lại, vì đó là một con virus sát lực. Nếu như đây là một tình huống mà con virus của Henna có được lượng sát thương theo thời gian, sát thương duy trì đủ tốt, là Phoenix thậm chí sẽ suy nghĩ câu chuyện ăn được Baron đấy nha. Họ vừa đẩy lui được Genji ra khỏi khu vực hang Baron với một pha xử lý rất tốt tới từ Clear. Sự khó chịu tới từ Skarner của Clear đã ép Chovy mất tốc biến trước đó, và khi Chovy mất tốc biến, mất thêm thảm lửa và carry, thì Clear tốc biến lên dùng cú áp chế từ chiêu cuối để có thể hạ gục đường giữa bên phía của Genji. Và sau đó thì Pay mặc dù đã có được một tình huống xả sát thương rất tốt, nhưng anh ta cũng mất máu khá nhiều và khiến cho Genji không có đủ khả năng tiếp tục ăn Baron cũng như giao tranh. Họ vẫn có thể rút lui về được với chỉ một Chovy lên bản điểm số mà thôi, và chưa bị shut down con Jerry 1000 tiền của họ. Đây sẽ là con dòng yếu tố thứ 3 dành cho Genji Sport với một cái map đấu rồng lửa, đội hình hai xạ thủ và có linh hồn rồng lửa sắp tới thì sẽ thực sự là thảm họa dành cho bên phía của PX. Nhưng mà ít nhất là PX ngăn cản được tình huống Snowball vừa rồi. Nếu như mà họ mất Baron thì tôi nghĩ rằng ván đấu này nó cũng sẽ chỉ kéo dài ở trước phút thứ 30 dành cho bên phía của Genji, khi các carry của họ đang tăng tiến sức mạnh một cách quá nhanh. Pay vẫn đang farm cực kỳ là cháy, anh ta chuẩn bị Flame Horizon vị trí của Henna bên phía bên kia rồi. Farm tất cả những gì có thể trong tầm farm của anh ta mà thôi. Đây, những cái thảm minh như này anh ta có thể sẽ giật về để farm thêm cho mình những bãi sói hay là những bãi bùa xanh, cóc các thứ ăn hết. Và Cannon thì rất hết hài lòng. Cannon là một Sejuani trong ván thi đấu này thì anh ta hoàn toàn có quyền nhường farm lại dành cho Pay. Đây, cóc bùa xanh, nhường hết tất cả những gì có thể tới từ Cannon rồi. Thậm chí là với lượng trang bị vượt trội như vậy thì anh ta farm những bãi quái rừng rất là nhanh nha. Ta farm xong một đợt lính, anh ta vào farm thêm tầm 2 đến 3 bãi quái rừng, vẫn kịp đợt lính phía sau mà không bị chậm nhịp farm ở khu vực đường. Rồi hơn chuẩn bị hơn 100 lính rồi. Pay đang farm như một cái máy vậy. Chovy ở ván này thì nhường farm khá nhiều cho người đàn em của mình. Và nãy giờ thì Chovy cũng đang đóng cái vai trò chim mồi nhá. Đang đóng vai trò chim mồi, đang liên tục là đứng chia, đứng cao và câu những cái pha áp chế của Clear, những cái pha ủi vào đến từ Clear để giúp cho Pay được bắn. Khi mà xạ thủ chính của Genji Sport được xả đạn một cách thoải mái thì quá khó để Phoenix có thể ngăn cản được. Nhưng trong cái tình huống giao tranh Baron vừa rồi thì họ dồn sát thương khá là tốt với cái khả năng gây sát thương tầm xa của Henna cũng như là Closer, và nó khiến cho suýt chút nữa thì họ có shut down 1000 tiền của Pay. Đây sẽ là điều mà Genji Sport cần phải lưu ý. Đội hình cấu gì ở tầm xa đến từ Phoenix vẫn đang hoạt động một cách tương đối là hiệu quả. Mà tôi đang sợ rằng con Jerry nó sắp có vô cực rồi. Đây là một cái KBF đã giữ trên người của Pay một khoảng thời gian tương đối lâu rồi nha. Và nãy giờ với cái nhịp farm tốt của anh ta đang được nhường farm liên tục bởi Cannon thì anh ta sẽ tiếp cận với cây vô cực kiếm sớm thôi. Chovy thì đã có được vô cực kiếm ở món trang bị thứ 3, nhưng Pay thì sắp có thể có được vô cực kiếm ở món trang bị thứ 4. Và ở tại thời điểm đó thì đúng là việc hạ gục Pay nó sẽ càng khó khăn hơn cho bên phía Phoenix, bởi vì nếu như họ tiếp cận được con Jerry này, đồng nghĩa việc là họ cũng đã bị nó tấn công ngược trở lại với một lượng sát thương quá lớn rồi. Nếu có khi nào Pay sẽ hướng lên cho mình một huyết kiếm không? Tại vì đội hình của Phoenix cũng đang cấu máu hơi khó chịu với Talia cũng như là Varus. Đây, giờ về là về, biết này. Để xem là Pay vừa sẽ... xong con cua dưới xong là về lắp thêm một đồ lớn nữa với một cây vô cực kiếm ở món trang bị thứ 4 luôn rồi. Hai vô cực kiếm, đây là ngưỡng sức mạnh của đội hình Genji đã điểm thực sự là rất sớm luôn. Mới chỉ 26 phút mà đội hình Corki và Jerry đã đạt ngưỡng rồi, sức mạnh. Rồi. Vẩy nhẹ một phát chí mạng và trông máu của Raptor đau. Đây là Chovy nhá. Tôi cũng biết là nếu như mà đó là Pay thì máu của Raptor mất đi nó còn nhiều như thế nào nữa. Đang là những cái tình huống phá hủy tầm nhìn đến từ bên phía của Genji để họ đánh bật ngược trở ra với mưa tên lửa, với bô la băng, và cả những cái tình huống khổng lồ hóa đến từ Lehen nãy giờ là những cái pha khổng lồ hóa để tấn công chứ không phải là phòng ngự. Tình huống lao vào nhưng ăn ngay lập tức bô la băng, sẵn sàng với mưa tên lửa đến từ vị trí của Kinh. Anh ta vẫn đang ngắm một pha mưa tên lửa giải ra cái tuyến sau của Phoenix, không vào giao tranh được. Raptor bắt buộc phải rút lui với lượng máu thấp, nhưng Kanyan cũng đã phải nhờ Lehen với bộ pha khổng lồ hóa để có thể rút lui về. Vâng, và lúc này thì Kanyan sẽ không gặp quá nhiều vấn đề chống chịu đâu, vì anh ta có giáp máu của Mock hồi máu lại rất nhanh. Và sau đó họ đang bắt đầu khởi động Baron, dịch chuyển được dùng tới từ Clear. Họ bắt buộc dịch chuyển ra để có thể giao tranh. Baron chưa vào ngưỡng máu để trừng phạt tới từ Kanyan. Và sau đó là một pha mở với xuyên tập kích chưa tới từ SQ. Sẽ là một tình huống áp chế được ai hay không tới từ Clear đây, khi anh ta đang là người bị tấn công. Anh ta bắt đầu tụt máu có vẻ là hơi nhiều rồi. Trước khi anh ta kịp mở với con Skarner của mình, anh ta đã bị các xạ thủ của Genji lấy đi quá nhiều máu. Và sau đó thì Phoenix đang bị đẩy ra khu vực đứng giữa, rất xa khu vực Baron. Genji có thể tiếp tục chờ máu của Cannon hồi lại từ giáp máu của Mock để khởi động con Baron thêm một lần nữa. Phoenix đang muốn tận dụng cái khoảng thời gian chờ giữa những cái lần chiêu cuối bô la băng và mưa tên lửa để họ ép một tình huống giao tranh. Nhưng bởi vì
Sen Suan đi của Kane đấy lại phun máu rồi. Rất khó để họ có thể lao vào và cứ thấy Kane đứng trước mặt, thậm chí chỉ cần một tình huống húc nhẹ đến từ Kane thôi thì cái lượng sát thương gọi là chạm nhẹ của Chovy hay là Pay vào người của Raptor hay là Clear thì cũng mất rất nhiều máu đến từ hai chống chịu tuyến đầu của FX. Cái lượng sát thương tuyến sau đến từ Gen.G nó đang là tốt hơn so với lượng sát thương tuyến sau của FX. Nó khiến cho như chú cáo chúng ta đang rất khó chơi ở phút thứ 29 ở ván đấu này. Một tình huống bấm bê về nhà Chovy có tê lê và tiếp tục sẽ là những màn múa xung quanh Baron đến từ Gen.G. Về nhà dịch chuyển trở lại với hai con mắt kiểm soát tới từ Chovy, anh ta ngay lập tức cắm một con ra khu vực bùa đỏ đối phương và sau đó thì họ lại tiếp tục bắt đầu khởi động con Baron này. Sự khó chịu đến từ Gen.G với những tình huống ép Baron liên tục và khi này thì cái bola băng hàn của Cannon đã hồi lại rồi. FX sẽ cần phải nắn nót hơn với những cú hoặc đề chấn của Closer hay là những sợi xích của Hena đi bởi vì họ đã dùng con trượt quá nhiều ở trong ván đấu này rồi. Baron tốc độ ăn là cực kỳ nhanh. Nó thuộc về cho Gen.G với tốc độ chóng mặt, mở giao tranh với bola băng hàn tới từ Cannon, nó nhắm tới Eskil. Chiêu cuối lại trượt tới từ Hena nhưng đây là chiêu cuối chắc là chỉ được dùng để rút lui mà thôi. Họ đang co cụm để rút lui, Eskil mất máu quá nhiều. Pay đang gãi và sau đó là một pha lao lên tới từ Cannon, một pha tốc biến áp chế thành công tới từ Hena. Nhưng sau đó đã phải thành công đến từ Clear, nhưng sau đó thì Pay đang vết, Pay có được cho mình cú triple kill, quadra kill và peta kill sẽ có dành cho Pay. Ông hoàng peta kill Pay. Wow. Ngày đầu tiên của LCK mùa hè năm 2024 với Gen.G Esports thì Pay lại tiếp tục nổ súng lên tiếng với một tình huống peta kill và Gen.G có pha quen sạch với penta cho Pay cũng như chiến thắng ở ván thi đấu đầu tiên, một tình huống mà mọi thứ lại vào Chovy. Chovy đóng vai chim mồi để cho em Pay bắn và em Pay không làm anh Chovy thất vọng với tình huống peta kill vừa rồi. 18-9 và Gen.G có được chiến thắng ở ván thi đấu đầu tiên trước FX. Một chiến thắng có lẽ đã được dự báo từ trước nhưng cũng thật bất ngờ khi mà ở ngay trong ván thi đấu đầu tiên của mùa giải mùa hè năm nay thôi, Pay đã có được penta kill. Đây là xạ thủ rất có duyên với những pha penta kill và ở tại Game Side vừa rồi anh ta cũng đã lập kỷ lục về số mà hạ gục trong một trận đấu chuyên nghiệp. Với ngày thi đấu hôm nay, mỗi ngày thi đấu mở màn thôi, con Jerry của anh ta đã được một cú pentakill. Quyết định của Gen.G không phải là để cho Kin là người last pick mà sẽ là Kanyan là người sẽ được chọn cú. Tôi định tính nói là AP đi rừng thì còn con nào nhỉ? Thì Kanyan nói rằng là đây con cá thớt và combo 16-32 nút đến từ Kanyan chuẩn bị được tung ra ở ván thi đấu thứ hai này với một con cá thớt. Ngoài cá thớt ra thì chúng ta sẽ còn một con Lilia. Cũng đang là một con tướng được tận dụng trong khu vực rừng rất là tốt với cái đúc lửa đen là một trang bị mới. Brand cũng có thể là một con bài đi rừng nhưng mà ván thi đấu này thì Cannon quyết định lựa chọn đó là một con bài cá thớt. Khi nhận thấy đội hình đối phương cũng không đến mức chống chịu quá dày. Đúng. Những con như là Kennen hay là Tristana hay là Zik mà ăn một cái khúc cầu hồn của cá thớt chắc chắn sẽ mất đi tầm 1/3 cho đến nửa cây máu nếu như ở khoảng thời điểm tầm 2-3 món trang bị của Cannon. Với những món trang bị như đuốc lửa đen cũng là trang bị mà Carthus đang được hưởng lợi trực tiếp. Đúng, chính xác là như vậy. Tôi nghĩ rằng đây sẽ là một con Carthus và chú trọng vào việc farm. Tại vì cái áp lực đi đường đến từ bên phía OVS ở trong giai đoạn đầu cũng không thực sự là quá mạnh. Với Zik, với Tristana thì cái áp lực đi đường đến từ đội hình của FX ở cánh dưới nó không thực sự là quá vượt trội. Đặc biệt ở cánh trên thì thậm chí là TF trong tay của Kin hoàn toàn có thể xử lý được cái kèo đấu cùng chất tướng Kennen ở bên phía bên kia trong tay của Clear nữa. Thì Carthus hoàn toàn sẽ rất là thoải mái ở trong giai đoạn ban đầu. Nếu như mà để Carthus quá thoải mái ở trong giai đoạn landing thì nó sẽ thực sự là thảm họa dành cho đội hình của FX. Như tôi đã đề cập, đội hình của FX không có nhiều chống chịu và đội hình của Gen.G Esports với một Carthus sẽ rất dễ để có thể vận hành được. Vâng, và đúng là Carthus cũng rất là thích những cái đội hình mà đi đường nó cân cân một chút. Đúng. Để mà khi những kẻ đấu khu vực đường có cơ hội để những đường TK với nhau thì sẽ có những đường yếu máu để Carthus có thể khúc cổ hồn dứt điểm từ xa. Thì cùng xem là ván thi đấu này với những lựa chọn thì Gen.G có thể thể hiện khả năng đi đường ổn hay không so với phía bên kia. Và để xem là sự thay đổi của FX trong ván thi đấu thứ hai với những con bài mới có thực sự làm khó được gì hay không nữa. Rồi, ván thi đấu thứ hai bắt đầu với một pha di chuyển 4 người đến từ bên phía của Gen.G Esports. Các bạn đừng quên để lại cho chúng tôi những lượt like, những lượt chia sẻ và subscribe trên nền tảng khác nhau YouTube, TikTok và cả Facebook nữa để xem là ngày hôm nay có phải là một chiến thắng 2-0 mở màn sau một cú pentakill đã rất là mãn nhãn đến từ Pay ở ván thi đấu thứ nhất rồi. Và chờ đợi xem là FX có gây ra những cái sự khó khăn gì dành cho những nhà đương kim vô địch hay không, hay sẽ là một chiến thắng 2-0 để có thể thị uy sức mạnh đến từ Gen.G với cái mục tiêu rõ ràng là chiếc cúp thứ 5 liên tục ở tại giai đoạn LCK mùa hè năm 2024 này. Kèo đấu đứng giữa là bởi kèo đấu và Chovy sẽ lựa chọn cho mình tiếp tục là bước chân thần tốc chứ không phải là mưa kiếm để anh ta có thể gọi là hủy diệt luôn. Còn Tristana ở bên phía bên kia của Closer vẫn sẽ là cái kiểu đánh xạ thủ đến từ Chovy mà thôi chứ không phải là kiểu sát lực và sát thủ.
thì để xem là cái giai đoạn đi đường với hai con tướng xạ thủ này thì Chovy và Closer sẽ thể hiện như thế nào. Có sắp cốt đến từ Closer và ít nhất là trong tình huống cấp độ 1 này thì anh ta có vẻ như lãi rồi. Đó là một pha trao đổi lời hơn về máu và tận dụng sải tay dài rất tốt tới từ Closer để cấu rỉa Chovy phía bên kia. Nhưng xét về khả năng đẩy thì Chovy đang là người chủ động đẩy tốt hơn ở cấp độ 1 với hai lượt súng máy. Closer lập tức lao lên trả đòn và Chovy đã bị đối phương lấy đi tương đối nhiều máu rồi nha. Tất nhiên là quyền kiểm soát đợt lính khu đường giữa đang thuộc về cho Chovy và khả năng phục hồi của anh ta vẫn có với bước chân thần tốc. Còn cái vòng rừng đến từ cả hai người chơi đi rừng đang có một chút sự khác biệt khi mà vòng rừng của Cannon sẽ là khu vực cánh trên xuống. Trong khi đó thì Raptor sẽ quyết định khởi đầu vòng rừng từ khu vực cánh dưới lên. Kin đường trên cũng rất là an toàn khi anh ta quyết định khởi đầu với một cái phép hỗ trợ kiệt sức để chống lại khả năng sốc sát thương tới từ Cannon. Cannon thì anh ta khởi đầu bùa đỏ chứ không phải là bùa xanh và sẽ hướng tới vòng rừng đánh xuống cánh dưới, và ngược lại thì Raptor sẽ đánh lên cánh trên, có thể sẽ làm một tình huống đổi cua rồi. Cua dưới dành cho Cannon hay chăng, nhưng mà tốc độ đẩy đường của Hena và Execute đang là tốt hơn và họ đang muốn khiến cho Cannon không dễ dàng với tình huống kiểm soát cua ở trong những cái tình huống đầu tiên như thế này. Hena và Execute đang đẩy tốt hơn, đứng giữa thì ùi máu của Closer vừa rồi tụt rất nhanh. Bắn một phát rồi chúng ta thấy Closer chỉ còn dưới nửa cây máu, và Chovy thì đang có những cái tình huống chơi hit lợi thế hơn nhờ cái việc spam liên tục súng máy. Nhưng cánh dưới đang là ưu thế đẩy đường dành cho bộ đôi của PX. Như đã đề cập thì Senna và Nautilus không phải là một cái bộ đôi có được áp lực ngay lập tức ở trong những cái giai đoạn khởi đầu như thế này. Raptor sẽ rất là thoải mái để anh ta lựa chọn cua, để xem là anh ta sẽ lựa chọn cua nào đây. Có thể sẽ làm tình huống ăn vòng xuống cánh dưới để ăn cua dưới thôi, nơi mà TF của Kin đang có được lợi thế ở cánh trên. Và đến lúc này thì có vẻ là ngưỡng máu hiện tại của Closer không đủ để anh ta tiếp tục ở lại khu đường giữa nữa. Sẽ là một tình huống mà anh ta phải về nhà để dịch chuyển trở lại khu đường giữa với ngưỡng máu an toàn hơn. Trong khi đó thì đây là những thông số của Cannon với con bài Carthus. Tỷ lệ thắng là 77,8%. Và cái tốc độ vòng rừng của anh ta đang nhanh hơn rất nhiều. Anh ta ăn xong 6 bãi mà cua còn chưa ra. Để xem là anh ta kiểm soát cua như thế nào. Skill thì có khoảng trống di chuyển, nó đã phát hiện ra thì con cua này của Cannon nhưng có trừng phạt. Cannon sẽ là người kiểm soát cua dưới. Cái tình huống ăn cua dưới này của Cannon sẽ là phần nào đó giảm đi cái áp lực đến từ bộ đôi đường dưới Hena và Execute không có tầm nhìn cua. Thì Hena và Execute sẽ không dám đẩy lên quá cao, dù sao thì Carthus cũng là một cái chất tướng mà bạn có thể bồi thêm sát thương được với khả năng mở đến từ vị trí của Lehen, và Execute đang muốn chặn lính để đợi vị trí của Hena xuống. Như vậy là Hena tiết kiệm dịch chuyển, nên là bắt buộc cho Execute phải là người đứng ra để có thể đón nhận đợt lính vừa rồi và cũng phải bán đi một lượng máu tương đối lớn. Tuy nhiên thì với tình huống về nhà vừa rồi, bổ sung thêm một lượng trang bị mang ra thì sức đẩy đường đến từ Hena sẽ là rất nhanh. Trong khi đó thì bộ đôi đường dưới bên phía của Gen.G đang ở một đợt lính đẩy cao. Họ có một con mắt cắm ở tại khu vực sông dưới để hạn chế một pha ganh ở vòng rừng 2 tới từ Raptor. Và đúng là họ đã có được một pha đẩy thành công đợt lính nhưng chưa quyết định rút lui đường trên. Cannon ganh bài vàng quăng ra và sau đó thì bị làm chậm, bị trừ kháng phép, bắt buộc phải tốc biến tới từ Clear. Tốc biến kiệt sức đánh tay từ nhà đến trường đến từ Kin, và sát thương đến từ phía Gen.G là đủ chiến công đầu dành cho Cannon. Carthus đi ganh và Cannon thành công với tình huống ganh vừa rồi khi mà hiệu ứng đến từ Kin với kiệt sức, với tốc biến bài vàng là đủ để tiễn Clear lên bảng điểm số với điểm chiến công đầu dành cho một con Carthus cần tiền và tài nguyên. Đây là một vòng rừng mà Cannon sẽ có được cái tốc độ dọn rừng sẽ là rất nhanh với những món trang bị mang ra, và tất nhiên là khả năng kiểm soát mục tiêu đến từ Carthus cũng là rất tốt nếu như có được sự hỗ trợ đến từ đồng đội. Đây là một pha ganh tới từ SQ nhưng rõ ràng là Chovy đang đứng ở vị trí quá an toàn ở ngay thềm trụ của phía Gen.G mà thôi, và phía sau của Chovy cũng đang là Pay sẵn sàng một tiếng hỗ trợ nên không có nhiều cơ sở để phát động một pha tấn công tới từ PX ở tại khu đường giữa. Chỉ là một pha di chuyển ra khu đường giữa tạo áp lực và chia một chút lượng tiền tới từ trang bị hỗ trợ mà thôi. Raptor thì đang muốn đánh lên cánh trên với một tình huống mà khai thác cái tốc biến của Kin hay chăng đây. Rõ ràng là cái ngưỡng phong độ đang quá cao, đánh gì thì cũng là rất hay đến từ Cannon. Carthus cấp 4 đi ganh và thành công, và đó thậm chí là mạng chiến công đầu giúp cho Cannon có thêm một lượng tiền rất lớn, cùng với đó là hai số của phòng ngự đang ám. Đây là một trang bị giúp cho Cannon sẽ có được thêm rất là nhiều lượng AP nếu anh ta tiếp tục thành công trong việc khai thác những cái mạ gục, hoặc là nó cũng có thể được chuyển hóa thành một cái section về dài nếu như Gen.G có được ưu thế lớn ở trong giai đoạn đi đường. Đây đang là một pha đổi cánh đến từ cả hai người chơi đi rừng, và tất nhiên là vòng rừng thứ hai khép lại xuống cánh dưới thì Cannon sẽ có được khả năng kiểm soát con rồng nguyên tố đầu tiên, đang nhận được sự hỗ trợ tới từ Lehen cùng với Pay. Mặc dù Lehen đang ở trạng thái máu và năng lượng khá là thấp nhưng anh ta vẫn còn dịch chuyển để có thể trở lại khu đường dưới. Còn cánh trên thì sẽ là sâu hư không thuộc về cho bên phía của PX. Rõ ràng thì Cannon đang thể hiện khả năng vừa ganh tốt vừa kiểm soát mục tiêu tốt. Cấp 6 luôn rồi. Cấp 6 luôn rồi. Raptor thì nếu mà anh ba con sâu thì cũng sẽ là cấp 6 đến từ Raptor mà thôi, nhưng mà đứng giữa thì Closer đang muốn
có được một chút những cái khả năng chế hit lợi thế hơn, nhưng mà với súng máy thì Chovy bắn rất rát, cái khả năng trừ giáp và cái nguồn sát thương đến từ Chovy nó tạo ra là nhiều hơn, nhưng tạm thời thì Chovy sẽ cần phải farm nhanh và rút lui bởi vì năng lượng của anh ta không còn nữa, và sẽ là một dòng đổi lấy 3 sâu dành cho phía X ở cánh trên. Đó, nếu như pha vừa rồi mà không phải là Carthus đi dừng bên phía của Gen.G, tôi nghĩ là Krauser đã có một cái cơ hội nào đó để anh ta có thể làm một điều gì đó trước con Corki hết năng lượng của Chovy. Đúng. Nhưng mà vì anh ta sợ là nếu như anh ta đâm vào quá sâu trong một pha trao đổi mà anh ta không hạ gục được Chovy, hoặc có hạ gục đi chăng nữa thì anh ta cũng sẽ bị cái khúc cầu hồn của Cannon dứt điểm mà thôi. Và điều đó khiến cho Krauser đã bắt buộc phải đánh nhùng trong pha vừa rồi. Đây là một pha di chuyển vào khai thác rừng tới từ người chơi rừng của bên phía PX, và anh ta đang cạnh tranh trừng phạt. Cannon thậm chí chuyển sang tấn công người luôn ạ. Có Henna, cũng chính là có cả Pay ở phía sau. Và sau đó thì là một tình huống hồi máu tới từ bồ đỏ. SK cũng đã di chuyển lên khu vực cánh trên trong pha này. Lượng máu hiện tại của Raptor đang là thấp hơn so với Cannon, và đặc biệt là Cannon vừa về nhà để có thể bổ sung thêm lượng trang bị. Lượng trang bị, lượng AP mang ra là rất lớn. Khu đường dưới Telehen thực hiện một pha móc thành công và cấu rỉa được Henna phía bên kia, lấy đi khoảng chừng 1/3 cây máu của người chơi đường dưới bên phía PX. Để hạ gục được con Zig này trong thềm trụ thì cũng sẽ hơi bị khó, bởi cái ngưỡng máu hiện tại của Henna thì cũng khá là an toàn thôi. Bây có một pha di chuyển lên cánh trên nhanh để hỗ trợ cho tình huống xâm lăng của Raptor và giảm cái áp lực dành cho Kanyan. Cái pha vừa rồi là pha mà tham minh Chovy vừa bấm bê về nhà, và bộ ba của Phoenix kể cả là tính cả vị trí của Closer nữa tự tin hơn với một pha xâm lăng, và khiến cho Kanyan bắt buộc phải bỏ khu vực bùa đỏ. Nhưng cái tình huống cướp rừng nó cũng không đem lại quá là nhiều lợi ích dành cho bên phía của PX. Đứng giữa thì liên tục là những cái pha trao đổi chiêu thức đến từ cả hai bên, nhưng mà có vẻ như là cái khả năng pha bên Chovy vẫn đang là người lợi thế hơn một phần nào đó. Các bạn thấy chỉ số pha chênh lệch ở khu cánh trên nó không nhiều. Cái kèo này nó là những kèo mà tầm... Rồi, định mệnh. Rồi, đó là một pha bài vàng quăng ra. Đó là một tình huống tốc biến vẫn chưa hồi kịp, khúc cầu hồn vang lên và mạng đã có dành cho Kin với tình huống tấn công. Mà cái tốc biến của Clear là điều mà anh ta đang rất cần để có thể rút lui thì lại không có. 5 giây hồi đúng không? 5 giây hồi cái tốc biến đến từ vị trí của Clear. Tôi nhìn cái quay ở cái màn hình nhỏ thì nó là rất ngắn với khả năng hồi chiêu của Clear với cái tốc biến của anh ta. Nhưng mà không kịp hồi. Và khi mà định mệnh đáp xuống với bài vàng, khúc cầu hồn vang lên với nguồn sát thương đến từ hai người chơi bên phía của Gen.G, chính xác là 2 người rưỡi của Gen.G được tạo ra, thì là mạng thứ hai dành cho bên phía của Gen.G Sport với điểm hạ gục dành cho một con TF đang farm hơn của Kin. SK vừa nhận hai tình huống tàn phá tới từ con Carthus của Cannon và anh ta mất máu là rất nhiều. Anh ta không dám phá con mắt kiểm soát vừa rồi vì áp lực tới từ con Carthus là quá lớn đi. Còn ở khu vực đứng giữa thì đây, Closer mặc dù cũng không phải là yếu ở tại thời điểm này, nhưng anh ta cũng không dám chơi hit quá sâu bởi vì áp lực của Cannon đang ở khu vực cánh dưới bản đồ là rất lớn. Và nếu như anh ta là người anh ta tiếp tục lao lên va chạm, nhưng mà chỉ đánh tay được một đòn với E mà thôi, không dám đánh quá nhiều. Nếu như tiếp tục trao đổi máu thì người chơi rừng của anh ta hiện tại đang không có được nhiều áp lực ra khu vực giữa. Còn Cannon trước đó là người đã lộ được khu vực sông dưới thì anh ta sẵn sàng di chuyển ra, đã là cho ta đánh mệnh cùng với mặt nạ rồi. Hai mảnh của mặt nạ dành cho ca thớt của Cannon. Và thậm chí tình huống trước đó tấn công khu vực đứng trên mà Kin dùng cú định mệnh để tiếp cận, đã có một cái suy nghĩ là hình như là bộ đôi bên phía của Gen.G đó chính là Kin cùng với Pay cố gắng để ngắt đam hoặc là nhường cái mạng đó cho Cannon luôn á. Đồng ý. Thực ra thì với một con Carthus thì việc bạn ăn mạng thì hoàn toàn là rất là hợp lý mà thôi. Và cái việc nhường mạng thì tôi nghĩ là Gen.G Sport họ cũng đã tính toán cả rồi, nhưng từ từ đã đáp Pay. Pay thì quá cao rồi và Pay bị dính bão sấm sét bị làm choáng, và chắc chắn là chồng hiệu ứng vào và điểm mạng khúc dành cho Cannon của Clear. Một pha di chuyển lỗi đến từ Pay. Và pha vừa rồi thì kể cả có thách tẩy tốc biến đi chăng nữa thì tôi tin rằng Bay vẫn nằm mà thôi, giữ lại phép bổ trợ cho tình huống sau là hoàn toàn hợp lý đến từ xạ thủ của Gen.G. Và đây là một con sứ giả tôi nghĩ là bên phía của Gen.G sẽ kiểm soát được mà thôi, vì cái tình huống nằm xuống của Bay thì sâu lượt hai nó vẫn còn chưa ra, nên là ngay cái nhịp hạ gục thành công được Bay thì bên phía của PX lại không có mục tiêu lớn để có thể khai thác, bởi vì rất hổ báo lao lên với thảm lửa Valkyrie để tấn công vào Closer cùng với SQ. Và đây là một tình huống bên phía của PX không còn cái chiêu cuối của Clear nữa. Thì việc giao tranh 5v5 ở tại thời điểm này sẽ là rất khó khăn tại khu vực cánh trên bản đồ. Và họ nên suy nghĩ câu chuyện là buông bỏ mà thôi. Nhưng đang có một tình huống tấn công tới từ Gen.G khiến cho Closer là người bị mất máu rất nhiều. Mất luôn một lớp cái trụ khu đường giữa rồi. Henn bán máu để lấy thêm máu của cái trụ thứ nhất khu vực đường giữa, giúp cho Chovy có thể sẽ là stack trụ thứ hai dành cho Chovy sau với tình huống di chuyển rất nhanh đến từ bộ ba bên phía của Gen.G Sport để kiểm soát con sâu hư không. Là sâu hư không thứ hai ở ván thi đấu này sẽ không có stack 4, stack 5, stack 6 gì cả dành cho bên phía của PX. Với cái pha di chuyển và kiểm soát tốt hơn đến từ Kanyan, và tiếp tục sẽ là con cá thớt vòng lên cánh trên. Clear có tốc biến nhưng ăn bài vàng, hắc ám soi dọi bùng vào, và Clear có tốc biến cũng không kịp làm gì cả, nằm xuống với mạng thứ hai cho Kin.
Cú choáng chỉ thẳng mặt với bài vàng của Kin khiến cho người chơi đường trên bên phía của Felix đã không thể làm được gì hơn. Sau ngần đó, các lượng sát thương tới từ Cannon bồi vào cùng với cả Pay với hạ ống xa dọi nữa. Đang là một tình huống mà Lehen bị ngăn cản pha di chuyển xuống trụ một đường dưới, anh ta đã không đón nhận được cái đợt lính khi không có sự hỗ trợ đến từ bất kỳ thành viên nào của Gen.G cả. Và tất nhiên đó sẽ là đợt lính mà bên phía của Felix tận dụng để khai thác trụ đường dưới của Gen.G. Một tình huống dùng cái gói chất nổ rất tốt tới từ vị trí của Henna, và họ là những người có được trụ một toàn bản đồ. Một tình huống ăn trụ để gỡ gạc đến từ bên phía của Felix, ít nhất là họ có trụ một toàn bản đồ để có thể gỡ tiền so với lại bên phía của Gen.G ở bên phía bên kia với ba mạng có được ở trong gian early game và lại là co ăn mạng. Cánh trên của Gen.G đang rất xanh với việc là Kim có 2 điểm hạ gục. Con ca thất của Kanyan có 2 điểm hỗ trợ và một mạng, cùng với đó là 106 chỉ số quái vật rừng mà anh ta có được so với lại con số 87 của Raptor. Gỡ lại với một trụ cánh dưới và thêm vào đó là con dòng nguyên tố thứ hai đến từ bên phía của Felix. Những cái quả bom nổ chậm ca thất của Kanyan nó đang tỏ ra là cực kỳ nguy hiểm. Không chỉ farm mà Kanyan vẫn đang ganh rất tốt với chất tướng ca thất của mình nhỉ. Anh ta đang farm rất cháy máy và chỉ số farm cho khu vực rừng hiện tại của Cannon so với Raptor phía bên kia đã chênh lệch là con số khoảng chừng mười mấy chỉ số farm rồi. Đây là một cách biệt giúp cho Cannon hiện tại có được cái lượng trang bị vô cùng ổn với một cái mặt nạ. Và như đã nói thì cái đội hình bên phía của Felix là một đội hình không có nhiều về sức chống chịu tới từ các chủ lực như là Cannon hay là Tristana hay là Zeke. Đây là những con bài rất ngại cái lượng sát thương tới từ Karthus. Và trong một ván thi đấu mà các đường của bên phía Gen.G đều là sát thương vật lý thì Cannon lại là người duy nhất có được một sát thương phép cho đến bên phía của Gen.G. Và phía bên kia thì Felix nếu như lên đồ thủ mà lên kháng phép thì sẽ gặp khó khăn khi đánh cùng với TF và Corki và Senna. Mà nếu không lên kháng phép thì khúc cổ hồn của Karthus nó lại lấy của họ quá nhiều máu để giao tranh. Ván này gọi là linh hồn dòng lửa nữa. Tôi đang tưởng tượng đến viễn cảnh, mà từ từ đã. Tưởng tượng thì để sau khi mà Kim chuẩn bị bị bắt lại trong tình huống này, có tốc biến xuyên tâm kích hack kim thuật và sát thương chồng vào quá nhiều, thêm một pha xuống một địa ngục nữa. Và mạng dành cho Raptor với tình huống vây bắt thành công. Một cái kiệt sức của Kim là không đủ với tương đó hiệu ứng và tương đó sát thương đến từ 4 người bên phía của Felix chứ không phải là 3. Và tiếp tục là triển khai với một pha di chuyển nhanh của Felix để họ lấy thêm một trụ nữa với cái gói thuốc nổ của Henna ở cánh trên. Vâng, và bây giờ thì Cannon lại lập tức có mặt tại khu vực đường dưới để gỡ lại sau khi mà Kim khu vực cánh trên đã phải lên bảng đếm số với mạng shutdown dành cho Raptor. Đây là một pha mà áp lực tới từ Cannon là có nha. Điều này khiến cho Clear mặc dù là còn chiêu cuối còn tốc biến nhưng anh ta cũng đang rất rén trong việc là phòng ngự trụ một đường dưới, nó là không còn nhiều máu. Quyết định đến từ bên phía của Felix sẽ là buông bỏ trụ một đường dưới vào tay của Chovy. Trong khi đó cánh trên bản đồ sẽ là một tình huống khai thác sứ giả dành cho Felix. Mặc dù là vẫn thua tiền nhưng mà chúng ta phải có những cái lời khen dành cho bên phía của Felix với những cái pha di chuyển nhanh và tận dụng chất tướng dịch rất là tốt ở khu vực đường dưới, và pha vừa rồi là khu vực đường trên. Họ bắt người thành công, họ có trụ để gỡ gạc. Nhưng tiếp tục là Gen.G Sport bứt lên với cái tỷ số về trụ khi mà họ lấy thành công cái trụ bột ở khu vực đường dưới, chính xác hơn là cân bằng tỷ số về trụ. Còn đây là pha tấn công quá nhanh đến từ 4 người, 3 người rưỡi của Felix với một cái siêu bom địa ngục tầm xa của Henna. Và chữ pha vừa rồi thì thực sự là quá khó để Kim có thể đào thoát được với chỉ một cái kiệt sức, và thậm chí là anh ta còn không kịp tốc biến cơ. Điểm hạ gục dành cho Felix, trụ dành cho Felix, nhưng họ vẫn đang thua về tiền. Lượng tiền tranh lấy lúc này đang thuộc về cho bên phía của Gen.G đâu đó khoảng chừng con số hơn 2.000 tiền. Và chỉ số farm trong khu vực rừng thì bẵng đi một khoảng thời gian từ mười mấy CS, nó đã nhảy lên tới 35 CS rồi. Một khoảng thời gian trống mà Cannon đã đi farm cực kỳ nhiều. Bù lại thì tất nhiên Raptor cũng đã mang lại những lợi ích nhất định dành cho bên phía của Felix với một con sứ giả mà anh ta kiểm soát được, một mạng hạ gục của Kin mà anh ta khai thác thành công cái mạng shutdown và một trụ đường trên nữa. Nhưng với một ca thớt được thả ra farm như vậy thì chắc chắn đây sẽ là một ca thớt vô cùng khỏe. Và bên phía của Felix đang có dấu hiệu muốn mở lên để có thể tấn công. Nhưng nên nhớ lúc này thì Kim có cú chiêu cuối định mệnh để có thể can thiệp lên cánh trên bất cứ lúc nào. Và nếu giao tranh lúc này diễn ra tại khu cánh trên thì nó cũng không phải là giao tranh có bất kỳ một mục đích nào cả, không có mục tiêu lớn. Tôi nghĩ rằng cả hai bên sẽ tiết kiệm tài nguyên để chuẩn bị cho con rồng nguyên tố thứ ba mang nguyên tố lửa. Chỉ lượm nhau một chút thôi mà mắt đằng sau lưng của Felix trong pha vừa rồi cũng không có để họ có một tình huống đáp dịch chuyển ra đằng sau lưng của Clear để tận dụng cái tình huống đột kích bão sấm sét dành cho đường trên bên phía của Felix. Nhưng mà anh ta lùi về với cự ly rất xa ở thời điểm hiện tại thì cũng sẽ hơi khó để Clear có thể tay đôi lại với Kim. Với cái ngưỡng đồ như thế này đã có được cho mình một đôi giày thủy ngân và giải choáng rất là nhanh, sau đó trả sát thương ngược trở lại với những tình huống đánh tay vào bài vàng. Đã nằm xuống 3 lần rồi và đang thua farm. Lượng tiền chênh lệch đến từ hai người chơi đường trên đang có những cái sự chênh lệch nhờ vào việc là Kim đang farm hơn và anh ta còn có mạng hơn cũng như là nội tại đến từ chất tướng Twisted Fate nữa. Và ván thi đấu này thì đường giữa là cái đường mà cũng không có nhiều những diễn biến diễn ra, và Chovy đang được thả đi farm cực kỳ cháy ở đoạn giữa trận. 16 phút trôi qua
Vinfarm Lúa đã trở lại với 182 CS và có treo thưởng chỉ với chỉ số farm mà thôi. Rồi, clear. Đây là một tình huống mà Clear đủ tỉnh táo để không dấn lên quá cao. Chỉ cần anh ta dính một cú bài vàng, tôi nghĩ là anh ta sẽ nằm ngay lập tức với cái lượng sát thương bồi vào tới từ Cannon. Chắc chắn là như vậy rồi, những pha tàn phá của Cannon ở thời điểm hiện tại với nguồn sát thương phép của anh ta là rất khủng khiếp. Chưa kể là Clear bên phía bên kia không có kháng phép nữa. Đúng là một bài vàng là đi luôn đó. Nhưng mà sứ giả được thả đấy từ Phoenix. Dịch chuyển để có thể giữ đó là vị trí Lehen với một con Nautilus được farm ở đường dưới. Và anh ta cũng đã hoàn thành xong cho mình trang bị đầu tiên rồi. Đã có được lượng trang bị tôi nghĩ là khá ổn để bên phía của Gen.G có thể đánh mạnh hơn nữa ở giai đoạn giữa trận này. Mặc dù thì Senna của Pay đang không có được nhiều cái lượng linh hồn do đây mới chỉ là phút thứ 17-18 của ván đấu thôi. Nhưng những vị trí còn lại đang siêu khỏe. Kin đứng trên có 2 mạng. Chovy thì đang farm cháy máy. Cannon cũng tương tự như vậy trong khu vực rừng. Lúc này đã là chênh lệch 40 chỉ số farm quái vật rừng dành cho người chơi rừng bên phía của Gen.G. Cấp độ của anh ta cũng đã là cấp độ 12. Đồng nghĩa với việc là khúc cầu hồn đã được cộng điểm thứ 2 với lượng sát thương là rất lớn. Và nhìn vào đội hình bên phía của Phoenix vẫn chưa có nhiều kháng phép. Trong một tình huống giao tranh thì tôi nghĩ là Phoenix sẽ cần phải tận dụng tối đa cái combo gom người của Rell lại, sau đó là sử dụng cái chiêu cuối của Hena để tối ưu hóa sát thương. Nhưng mà từ từ đã, Closer đang bị bắn bởi Chovy, lướt thảm lửa lên ép chiêu cuối của Closer và khúc cầu hồn vang lên, tàn sát đến từ Closer rất đơn giản với khả năng phối hợp đến từ cặp đôi rừng và đứng giữa của Gen.G Esports và mạng thứ hai dành cho một con ca thơ trong tay của Cadian. Đó là một ca thớt được thả farm và cũng có những pha ganh thành công dành cho Cannon nữa. Điều đó giúp cho anh ta có những lượng trang bị cực kỳ khủng khiếp theo thời gian. Và những khúc cô hồn vang lên như vậy thì đó là công cụ dứt điểm từ xa cho bên phía của Gen.G. Chovy chỉ cần lao lên làm mềm đối phương. Closer đã có tốc biến cho pha vừa rồi, có chiêu cuối, anh ta dùng chiêu cuối để Chovy ra thì khúc cô hồn thì không né được. Và đó là cái điểm đặc trưng của ca thớt. Nó có những con tướng mà các bạn hạ gục đối phương xong thì mọi chuyện nó sẽ dừng lại, đối phương sẽ không dùng được kỹ năng. Mà ca thất là một vị tướng rất là đặc trưng, là kỹ năng thì chỉ thẳng đầu, thậm chí chết rồi vẫn có thể dùng được kỹ năng. Nó khúc cầu hồn bao giờ nó cũng sẽ đảm bảo một lượng sát thương rất ổn định dành cho đội bên phía của Gen.G trong giao tranh hay là những pha bắt lẻ như vừa rồi nữa. Và chúng ta hãy cùng nhìn lại tình huống này. Highlight đến từ ai nhỉ? Combo 32 nút của Cadian với việc là chiêu cuối không né được. Ui, hắc ám xoay giỏi lách được nhá. Ghê đó. Cái khúc cầu hồn thì rất tiếc là không vào trong bộ trang bị của con Tristana. Bây giờ xạ thủ không mua được cái đồng hồ con nha. Thì là no hope rồi. Chắc chắn là sẽ ăn khúc cầu hồn chứ. Vậy là bạn phải bắt buộc một kháng phép thôi. Sẽ phải là một cái truy gai Mamotius hoặc là một cái đao tím gì đó dành cho vị trí của Closer. Đây cũng là lý do tại sao mà hai đường cánh của Phoenix nãy giờ không dám đẩy quá sông nha. Chỉ cần họ đẩy quá sông thôi, TF và Koki sẽ làm mềm. Và công việc dứt điểm sẽ thuộc về Cannon với chỉ một nút duy nhất mà thôi. Đây sẽ là một cái áp lực rất lớn ở hai đường cánh mà Phoenix sẽ phải đương cự và để xem là họ sẽ chống lại con ca thớt rất nguy hiểm của Cannon như thế nào đây. Vâng, và lúc này thì Cannon đã có được món trang bị thứ hai. Một thời điểm mà ba chủ lực cánh trên của Gen.G đều đã có được hai món trang bị lớn với một cái hỏa khuẩn đồ 2 tới từ Cannon. Thì cái hồi chiêu cuối của ca thớt sẽ được giảm đi tương đối đáng kể. Nó có thể kết hợp thêm cả với ngọc tái tổ hợp mà Cannon mang theo, đó là cái sang tối thượng nữa, chỉ chắc là chiêu cuối sẽ hồi liên tục. Và áp lực đến từ những cú chiêu cuối đó sẽ rất lớn, khiến cho bên phía của Phoenix sẽ phải giải quyết vấn đề sát thương của Gen.G như thế nào đây, khi mà họ vừa gặp khó khăn trong việc lên những món trang bị chống chịu do đội hình của họ. Dịch Tristana lên đồ chống chịu thì lên đồ thủ thì nó cũng rất là dở vì thiếu sát thương, mà lên đồ thủ bây giờ cũng chẳng biết là lên giáp hay lên kháng phép nữa. Tức là tôi nghĩ là Hena sẽ phải mua đồng hồ, rồi Tristana sẽ phải mua kháng phép. Nhưng mà kháng phép đối đầu với Chovy với TF AD của Kin thì thực sự là đúng là quá phế rồi. Tôi cũng đang không biết là Phoenix sẽ giải quyết cái bài toán ca thớt xanh như thế này bằng cách nào đây. Quá khó để cho họ, hay là họ sẽ ép một tình huống giao tranh như chúng ta vẽ ra ở giao đoạn cứ phải chọn một pha hút nhiều người đây rồi. Raptor muốn mở thẳng vào Cannon, không cho Cannon áp lực nữa. Hất tung người không, siêu bom điện cũng hất tung, và Cannon khả năng cao sẽ nằm xuống. Chovy thì sao? Chovy cũng chuẩn bị đi theo với đồng đội. Anh ta dính tiêu đốt và nằm xuống. Hai mạng dành cho bên phía của Phoenix nhưng khúc cầu hồn vang lên. Lehen và Pay đang tới nhưng Pay bị đẩy lui. Vẫn có mạng dành cho ca thớt. Mặc dù lại tăng lên bảng điểm số, và đó là cú quẹt 4 người dành cho Phoenix. Họ cắm bánh thực sự ở trong pha giao tranh này. Và đây sẽ bù lại Baron dành cho Phoenix miễn phí mà thôi. Kin không có cú chiêu cuối trong pha vừa rồi. Và đó là các thành viên bên phía của Phoenix bắt lẻ thành công hai thành viên bên phía của Gen.G trước. Sau đó thì Lehen cùng với Pay cố gắng tới để có thể cứu, nhưng cứu không được. Pha Baron này nhìn có vẻ là hơi ghê. Ăn được không đấy?
Ôi, tôi nghĩ là ăn được. Có Raptor tank, Raptor sẽ là người chống chịu ổn với con Shinra đang còn nhiều máu của mình. Và họ sẽ có được con Baron đầu tiên của ván thi đấu này sau 21 phút hơn. Không có trừng phạt à? Và đang cố gắng để chờ vị trí của Closer xuất hiện, nhưng tôi nghĩ là hơi nguy hiểm. Thôi thì cứ trừng phạt 4 bước Baron cũng là nhiều. Tôi nghĩ là nhiều, tôi nghĩ là như vậy là đủ rồi. Ít nhất là họ sẽ cảm được một chút cái khả năng snowball đang rất là khó chịu của Gen Z, và họ sẽ lấy lại được những cái trụ ngoài. Họ sẽ cần phải lấy cái trụ bột ở khu vực đường giữa để mở toang hai cánh, giúp cho họ có được những cái tình huống đẩy cánh một cách nó an toàn hơn. Nãy giờ thì cá thân cây đều rất là khó chịu, nhưng cây đều di chuyển ra sâu để kiểm soát cua. Cua vừa hồi lại và anh ta muốn ăn con cua trên để giảm cái áp lực Baron đến từ bên phía của Phoenix với đội hình hai xạ thủ. Thì xác là một con xạ thủ đường giữa và một con Zeke ở vị trí đường dưới, nhưng họ bị bắt lại rất nhanh, nhảy liên tục đến từ vị trí của Closer. Khúc cầu hồn vang lên vẫn đổi mạng thành công, nhưng chỉ là một mạng dành cho cây niền trong tình huống xử lý vừa rồi mà thôi. Bây đã không kịp dùng cú chiêu cuối hạ ám sao dọi của mình bởi vì anh ta bị dứt điểm bởi cái bọc thuốc súng của Closer, và điều đó khiến cho bên phía của Phoenix đã có một pha có thể gọi là lật lại ván đấu. Nhưng đây là một pha mở từ phía Gen Z, cú móc mỏ neo tới từ Lehen nhắm tới Raptor, người vẫn còn bán người thường, và Raptor quay người trở lại trả sát thương khiến Kin là người lên bảng điểm số. Lehen cũng đang là người yếu máu. Cái nền trong tay của Clear cũng tương tự là như vậy, nhưng Closer đã tới với một lượng sát thương lớn từ một con Tristana hai trang bị, có đao chớp nào vào đi. Khúc cầu hồn vang lên, có hai người yếu máu, và đó là một mạng dành cho Cannon với khúc cầu hồn của mình. Sát thương đốt tới từ mặt nạ, nó chưa đủ sức để lấy mạng của SQ, nhưng nó sẽ đủ sức để cản bước các thành viên bên phía của Phoenix hướng tới con rồng nguyên tố thứ tư ván đấu này. Ngưỡng rộng 3 vẫn có dành cho bên phía của Gen Z. Phoenix chưa đẩy được với bộ loại Baron thì họ lại tiếp tục lao vào một tình huống giao tranh nơi mà Gen Z là người mở, và họ mất người, họ mất thêm cả một con rồng nguyên tố nữa, mặc dù là bên phía bên kia thì Kim cũng phải lên bảng điểm số. Rõ ràng là ba mũi nhọn tấn công của bên phía Gen Z thì mất người này, họ vẫn còn người kia. Kin đã nằm xuống rất sớm trong pha giao tranh này khi anh ta bị mở bởi SQ. Rail của SQ đang có những pha mở cực kỳ hiệu quả cho những tình huống giao tranh gần đây. Nhưng đó là một pha mà rõ ràng bên phía của Phoenix đã mất máu, tập thể của họ mất máu quá nhiều với khúc cổ hồn, và họ không có cách nào để có thể đứng lại nhằm cạnh tranh con rồng nguyên tố với bên phía của Gen Z cả. Và nên nhớ lúc này Gen Z đã có tới hai rồng lửa. Đây thực sự là những con rồng lửa rất giá trị cho đội hình nhiều sát thương của họ. Rồi ca thớt cấp độ 14 rồi nhá. Nãy tôi thấy vận cái khúc cầu hồn là máu mất của Hena và cả Closer cũng là rất nhiều, rồi dùng luôn cả bọc thuốc nổ để có thể gói thuốc nổ để lấy cái trụ thứ nhất của đường giữa. Như đã nói thì cái trụ này là trụ rất quan trọng. Cái trụ này sẽ khiến cho Gen Z Sport sẽ phải suy nghĩ nhiều hơn ở trong những tình huống đẩy cánh, và hai cánh của Phoenix sẽ được giảm những cái áp lực. Nãy giờ chúng ta thấy được rằng là cái kiểu chơi đến từ Gen Z là họ sẽ chia Kin, họ sẽ chia Chovy ra đẩy cánh. Và chỉ cần là áp sát được Closer, áp sát được Clear với những tình huống làm mềm thôi thì cây điền ra người dứt điểm. Nhưng Lehen đang bị giữ chân lại và anh ta không có được cho mình tốc biến ở trong pha này, nằm xuống với mạng dành cho SQ. Nhưng trong khoảng thời gian đó thì Kin đang đẩy đứng dưới với sức mạnh của một con TF AD, thì anh ta đã lấy được hơn nửa cây máu của trụ thứ ba này rồi. Một Kennen AP đang không có khả năng đương cự kèo 1-1 tới từ Clear, và anh ta sẽ cần nhận thêm nhiều sự hỗ trợ nữa tới từ đồng đội để có thể đánh lại kèo 1-1 này. Và đó là một khoảng thời gian mà bên phía của Phoenix cũng chưa khai thác được thêm nhiều những mục tiêu lớn sau khi có mạng của Lehen. Nhưng đây là một pha mà Pay sẽ cần phải cân nhắc việc rút lui. SQ đang lựa những góc mở tốt, anh ta đang là một con Rail mở cực kỳ xông xáo, và cái bộ kỹ năng của anh ta cho phép anh ta có thể mở liên tục với những pha hack kim thuật và xuyên tập kích, không nhất thiết là phải dùng chiêu cuối. Trước đó thì là một tình huống mà Lehen không có phép bổ trợ tốc biến, anh ta bị kẹt lại bởi một pha vây hãm của Phoenix. Và ván đấu này đang là ván đấu mà Phoenix là những người kiểm soát mạng cũng tốt hơn nha. Họ đang có được 8 mạng hạ gục so với 6 của Gen Z, mặc dù tiền thì vẫn đang thua đôi chút. Nhưng nếu như cứ tiếp tục khai thác những mạng hạ gục tốt như vậy dành cho các chủ lực của họ, họ vẫn có cơ hội để lật lại ván đấu này. Đồng ý, Phoenix đang có hai người đánh rất tốt là SQ là 1 và Raptor là 2, tức là khi mà có cơ hội mở là họ sẽ mở để họ giảm đi cái áp lực đẩy cánh của Kin, giảm đi cái áp lực đẩy cánh của Chovy. Hai người đang khiến cho Clear cũng như là Closer rất là loay hoay trong cái việc đứng cự lại. Thứ nhất là Closer không mua đồ thủ được, và cái thứ hai là một con Kennen AP của Clear thì sẽ không thể đương cự lại với một con TF AD của Kin ở cái khu vực đường cánh, còn chưa kể là khúc cầu hồn của cây niền nữa. Nên là Phoenix mở được là họ sẽ phải mở, và những cái pha mở đến từ SQ là rất tốt. Anh ta gom người lại kết hợp với siêu bom địa ngục để khiến cho bên phía của Gen Z Sport thấp máu, và Raptor cũng là người lao vào tốt để tạo tiền đề cho xạ thủ chủ lực của Phoenix ở trong ván đấu này là Closer lên tiếng với những cái pha bắn khá là cháy máy ở trong khoảng tầm hai pha giao tranh gần đây. Thì để xem là Gen Z Sport giải bài toán này như nào. Họ stick lại, họ di chuyển đông người để lấy cái trụ một ở khu vực đứng giữa. Nhưng đây sẽ là pha vòng sau đến từ vị trí của Clear. Clear đang có một pha tiếp cận vào khu vực bùa xanh của Gen Z, và Kin đang là người đi kiếm con Kennen đang núp lùm này. Đây là một tình huống rất nguy hiểm đến từ phía của Gen Z nếu như họ để cho Kennen vòng ra được phía sau vào những chủ lực như là Cocky, Carthus hay là Twisted Fate.
Đó sẽ là một con Kennen với hai trang bị AP cùng với rất nhiều hiệu khống chế bồi vào. Và đội hình bên phía của Phoenix là một đội hình có khả năng đánh Wombo combo. Nếu như Rell mở đẹp thêm Kennen mở đẹp, siêu bom địa ngục bồi vào thì khoảng trống để những DPS như Tristana chắc chắn sẽ có. Và lúc này thì Tristana trong tay của Closer đã có được cây vô cực kiếm rồi. Đây vẫn là một nguồn sát thương duy trì tốt trong đội bên phía của Phoenix. Nhưng điều đó chưa được diễn ra bởi vì Gen.G cũng đủ tỉnh táo. Họ có dư kinh nghiệm để biết rằng mình cần phải làm gì. Và vừa rồi họ đã giật về ngay lập tức, kiểm soát lại một chút cái lượng tầm nhìn, đẩy cao hai đường cánh trước khi tiến tới các mục tiêu lớn sắp tới, đó sẽ là quả Baron thứ hai của bản đấu này. Đồng ý, cái việc kiểm soát tầm nhìn ở trong cái phút giây này rất là quan trọng. Thứ nhất là Baron chuẩn bị ra, và cái thứ hai là cái đội hình bên phía của Phoenix họ cần phải biết được vị trí đứng của Gen.G ở đâu để họ mở. Còn ngược lại thì Gen.G họ cũng sẽ cần phải hạn chế những cái pha lòn sau như vừa rồi của Clear, hay là những pha mở chớp nhoáng đến từ một con Rell đã hoàn thành xong, đã có tốc biến đến từ vị trí của Execute thì đúng hơn. Kennen đã có độ 3 rồi. Wow, cấp 16 cấp luôn rồi. Cấp độ 16. Vừa farm xong bãi người đã up cấp độ 16 xong về nhà đóng cái trượng hư vô. Sao tham minh ác vậy? Một ngưỡng sức mạnh này là mắc binh luôn á. Dòng lửa với linh hồn. Như đã đề cập ở trong giai đoạn đầu mà con cá thớt level 16 rồi thì 3 đồ lớn ở phút thứ 27 mà nó có linh hồn dòng lửa thì sẽ làm cái ngưỡng sức mạnh rất khủng khiếp. Nhưng Phoenix đang muốn làm một thứ khác biệt. 20 giây dòng mới ra và họ đang muốn rush Baron. Tốc độ ăn Baron của hai người phía cũng là khá nhanh, và Kennen như chưa biết. Kennen chưa biết, và thậm chí là Kim đang dịch chuyển xuống cánh dưới. Có vẻ như Gen.G biết rồi, họ đang ping và tốc độ ăn Baron của Closer là quá nhanh. Đây sẽ làm tình huống không kịp ra. Khu vực hàng Baron rồi, khúc cồn vang lên để có thể lấy máu các thành viên bên phía của phía cũng như ngăn cản để giúp cho Kim lấy được cái trụ thứ ba ở khu vực đứng dưới. Baron đổi lấy lại một trụ thứ ba dành cho bên phía của Gen.G, cộng thêm linh hồn dòng lửa nữa. Linh hồn dòng lửa với ba dòng lửa là một lượng sát thương bổ sung rất đáng kể cho bên phía của Gen.G, và họ chấp nhận câu chuyện đánh đổi. Cú chiêu cuối của Kennen là để giữ chân đối phương lại, không cho đối phương bấm B về với bộ lợi Baron và tạo ra khoảng trống giúp King có được thêm một cái công trình nữa, đó là trụ ba đường dưới của bên phía Phoenix. Đây là một con Baron giúp cho bên phía của Phoenix có thể suy nghĩ câu chuyện là dùng nó để phòng ngự và thậm chí có thể đẩy được vào những cái trụ hai bên phía của Gen.G. Còn Gen.G thì hài lòng với bùa lợi sẽ tồn tại từ giờ cho đến hết ván đấu, đó chính là linh hồn dòng lửa cho một đội hình rất giàu sát thương cánh trên của họ. Đồng ý, họ chưa kể là con Senna của Pay thì đang chuẩn bị là 100 hồn rồi. Sẽ là cũng là một cái ngưỡng sức mạnh rất tốt dành cho xạ thủ bên phía của Gen.G Esports. Chưa kể là Chovy cũng chuẩn bị có được trang bị thứ tư với thêm một thanh kiếm BF nữa. Cái ngưỡng sức mạnh đến từ Gen.G Esports đang, tôi nghĩ là đang nhỉnh hơn so với lại Phoenix nhờ việc họ vừa sở hữu linh hồn dòng lửa. Còn Phoenix sẽ cần phải tận dụng một lời Baron. Nhưng mà một cú tàn phá của Kennen là quá đau. Chovy lướt qua một đòn chí mạng. Raptor còn 1/3 cây máu. Và một lượng máu thấp như thế này thì tôi nghĩ rằng là Phoenix chỉ dừng lại ở một cái trụ thứ hai ở khu vực đứng giữa sau một lời Baron của họ mà thôi. Họ đang muốn đẩy thêm một nhịp nữa ở cánh trên, nhưng máu thấp thế này thì làm thế nào để đẩy đây? Raptor sẽ phải rút lùi, và Kennen của Clear cũng tương tự như vậy. Nhìn vào lượng trang bị thì Raptor đang có 3 trang bị đấu sĩ với sát thương và máu thôi. Anh ta chưa có nhiều về chỉ số chống chịu, giáp cũng như là kháng phép. Và việc mà anh ta bị những đòn tấn công của Kennen hay là Chovy lấy máu là chuyện có vẻ như dễ hiểu. Nhưng trong giao tranh tổng, khi mà đánh All-in thì anh ta sẽ có những công cụ để chống lại điều đó rất là tốt. Đây là một pha đẩy cao tới từ Closer. Anh ta đang bị vòng ra phía sau bởi các thành viên bên phía của Gen.G, nhưng anh ta có người ở phía sau để hỗ trợ thêm, đó chính là Raptor cùng với SQ và cả Henna với cú chiêu cuối tầm xa nữa. Và đây đang là một pha công trụ đường dưới tới từ bên phía của Phoenix. Nhưng mất máu quá nhiều đến từ vị trí Raptor, và khúc cầu hồn vang lên thì anh ta liệu rằng có chống chịu được hay không? 1000 máu, anh ta có một cái móng vuốt Sterak để chống lại lượng sát thương sốc vừa rồi. Không có móng vuốt vừa rồi là đi ý nhá. Raptor vừa rồi ăn một khúc cầu hồn, ăn thêm một cái hắc ám xoay dọi nữa, và bên phía của Gen.G Esports thì đang không muốn buông thà để phải tốc biến mong mỏ đeo, nhưng chỉ vào tường đến từ Lehen thôi. Họ ép được một cái tốc biến đến từ vị trí của Henna, và Kim xuống với bài vàng thì ai cứu Raptor, ai cứu Henna đây? Raptor đi trước và có thể là Henna đi sau. Execute tốc biến mở không trúng ai cả, à không trúng một người, đó là cá thớt trong tay của Kennen. Nhưng Kim thả diều tốt, tin Kim có được cho mình cú double kill, hai mạng đổi ngược trở lại. Wow, nhưng Clear bị hủy diệt quá nhanh bởi hai xạ thủ bên phía của Gen.G Esports, mạng dành cho Chovy và Henna như cá nằm trên thớt rồi. Đây sẽ là một tình huống quét sạch, quét bốn người thì đúng hơn, dành cho bên phía của Gen.G. Họ đang muốn hướng tới một pha quét sạch, nhưng Closer có dập nhảy tên lửa để thoát qua tường. Anh ta đang rút lui về, nhưng trong khoảng thời gian đó thì có vẻ như Kim đang không quan tâm. Anh ta đang muốn đẩy tiếp một nhịp nữa ở cánh dưới để hướng tới cái nhà lính. Anh ta đang đi lượm cái tàn lửa địa ngục sau khi có rất đông thành viên của cả hai bên lên bàn đếm số. Thì đây là chiến lợi phẩm mà Kim thu lại được. Nhìn vào đội hình bên phía của Gen.G với bộ ba cánh trên của họ, đúng là họ không thiếu gì ngoài sát thương cả các bạn. Quá nhiều đạn, quá nhiều sát thương luôn, kể cả là Karthus. Như tôi đã nói, đây là một con tướng rất đặc trưng. Kể cả bạn đã lên bảng đếm số, bạn vẫn có thể tiếp tục gây sát thương được. Và khúc cầu hồn thì nó bao giờ cũng có sát thương cả.
Mặc dù pha này không dứt điểm được các thành viên bên phía của Phoenix nhưng họ cũng đã bị mất đi một lượng máu rất lớn sau khúc cầu hồn của Cannon. Và để rồi khi King dịch chuyển bọc đầu với cú chiêu cuối của mình thì đây là một pha bánh mì kẹp thịt mà đội bên phía của Phoenix. Các bạn nhìn thủ con sinh dao này mất Sterak và nó nằm xuống quá nhanh không kịp dùng bán nguyệt thương. May mắn đó là một tình huống mà Corki của Chovy không dịch chuyển xuống kịp. Anh ta chỉ đi bộ xuống mà thôi, anh ta tiếp cận giao tranh hơi trễ. Nhưng đó vẫn là một tình huống vét thành công cú double kill dành cho Chovy. Và chung quy trao đổi vừa rồi đó là một pha trao đổi lời hoàn toàn về mạng dành cho bên phía của Gen G. Cũng như họ đã shutdown đi cái khoảng thời gian rất lớn tới từ bộ lợi Baron mà bên phía của Phoenix không tận dụng được trong việc tấn công chỗ hai đường giữa của họ. 3-4 với hai cú double kill dành cho Kin và vị trí của Chovy. Nào từ từ đáp Pay. Pay bắn khá đau trong bóng địa ngục đáp xuống và nó khiến cho Pay mất rất nhiều máu. Cathert của Kanyan thì sẵn sàng với một đứa R để có thể bình định thiên hạ. Chỉ cần một nhấp bút R thôi, tôi tin rằng là Phoenix sẽ ngay lập tức rút lui với một cái ngưỡng máu rất thấp đến từ cả Closer và Hena, những người đang chưa có đồ thủ. Họ không mua đồ thủ được, họ không biết cách nào để mua đồ thủ cả giáp hay là kháng phép đây. Rất phải cân nhắc đến từ vị trí của cả Closer cũng như là Hena. Giáp thì có thể chống lại được Kin và Chovy phần nào đó, nhưng mà gặp con Cathert ở cấp độ 18 và có được trong mình chuẩn bị là mua phù thủy ở trang bị thứ tư thế kia thì thực sự là quá khó khăn, còn chưa kể đến là linh hồn dòng lửa nữa. Sức mạnh đến từ đội hình bên phía của Gen G, họ có quá nhiều sát thương và đến từ rất nhiều nguồn. Kin đã hoàn thành xong cho mình món trang bị cuối cùng và con Twitter Fate này vừa có sát thương vừa có chống chịu với khiên băng Rarin. Anh ta là người có lượng trang bị đầy đủ clear sớm nhất ván đấu. Và đây là một pha đáp xuống chọn bài vàng, tấn công liên tục đánh tay và thêm cả thủy lôi tầm nhật đẩy vào, dùng đồng hồ để có thể câu thêm ít thời gian mà thôi, không thể sống nổi. Đó là ma gục dành cho Corki của Chovy. Khu đứng giữa thì Cannon đang có một pha đứng đánh chặn đợt lính và sau đó là một pha bắt buộc phải dịch chuyển về tới từ Zik của Henna. Dịch chuyển về vì nếu như anh ta bấm B về sẽ bị khúc cầu hồn cản đi mà thôi. Nhưng Raptor thì là người không có dịch chuyển. Anh ta thậm chí tiếp tục bị ngắt bấm B về bởi một pha chiêu cuối tức từ Pay. Một đường lính sâu cấp dành cho Gen G ngay tức được khai phóng sau khi bắt lẻ thành công được Cannon của Clear. Tiếp tục là Clear bị bắt lại với một tình huống mà anh ta đẩy. Mà thực ra cũng pha vừa rồi bảo Clear đẩy cao thì cũng không phải, anh ta đẩy ở trụ 2 mà. Chỉ là đội hình của Gen G tập trung lại quá nhanh với một cái định mệnh kết hợp với thủy lôi tầm nhiệt thì một con Cannon không tốc biến chỉ có đồng hồ không thể thoát thân được. Tiếp tục là đường cánh được Gen G Esports triển khai. Họ đang đẩy cánh quá tốt với một con TF trong tay của Kin và thêm vào đó nữa là Corki trong tay của Chovy. Hướng tới ngay lập tức con Baron khi mà nó vừa hồi sinh. Và tốc độ ăn Baron tầm này của Gen G thì nói là gọi là siêu nhanh. Chắc là 5 người vào thì nó chỉ toàn 5 giây thôi với cái đội hình này. Bay thì hơn 100 hồn, Chovy thì 4 đồ rưỡi rồi và Kanyan. Lần bấm bay về nhà này thì anh ta không muốn mua cho mình một cái mũ phù thủy mà sẽ là một cái quỷ thư Morello dành cho người đi rừng của Gen G Esports. Nhưng linh hồn rồng ngàn tuổi thì sao đây, Phoenix đang là người mở luôn nhá. Họ đang là một người muốn chủ động ăn con rồng này. Họ đang ăn nó với tốc độ không phải là quá nhanh và họ sẽ phải suy nghĩ câu chuyện là đánh ngược trở ra như thế nào đi thôi, hay là cạnh tranh trừng phạt 50-50 đây. Họ muốn 50-50. Cannon tốc biến xuống và chúng bạn cướp được thành công rồng ngàn tuổi tới từ Cannon. Và anh ta có thể lên bản đếm số nhưng đồng đội của anh ta có lẽ sẽ vét được rất nhiều mạng ở đây. Một pha tốc biến xuống và trừng phạt thành công rồng ngàn tuổi trước mặt các thành viên bên phía của Phoenix và dấu gần như chấm hết cho bên phía của Phoenix luôn rồi. Một bình execute, một con rail không chiêu cuối, không tốc biến, không gì cả. Làm thế nào để phòng ngự đây với linh hồn dầu lửa, linh hồn dầu ngàn tuổi, bùa lợi Baron, tất cả những bắp mạnh mẽ nhất của Liên Minh Huyền Thoại đang nằm trong tay của Gen G Esports và họ lực lưỡng tiến vào để có thể end game. Đây sẽ là chiến thắng 2-0 trong ngày thi đấu hôm nay, ngày mở màn của Gen G tại giai đoạn mùa hè năm 2024 trước Phoenix và họ hủy diệt hoàn toàn đối thủ của mình. Cũng phải có lời khen cho Phoenix khi mà họ cũng có được một ván thi đấu đã khiến cho bên phía của Gen G cũng gặp đôi chút những cái khó khăn. Khi mà có một pha ăn lén Baron thành công rồi thì có một pha giao tranh thắng lợi ở thời điểm có Baron đầu tiên nó vừa xuất hiện được tầm 1 phút. Và cũng cần đến khoảng chừng hơn 30 phút để Gen G có thể kết thúc được ván thi đấu thứ hai này, cũng như cần đến những khoảnh khắc siêu sao. Ví dụ như pha bắt lẻ Cannon đường trên của Kin với cú định mệnh để mở ra một lưới siêu cấp, hay là một pha tốc biến cạnh tranh trừng phạt xuất sắc của Cannon để dứt điểm ván thi đấu này. Nhưng rõ ràng là Gen G ở tại thời điểm này họ thực sự đang cho thấy cái sức mạnh vô cùng khủng khiếp của mình. Rõ ràng là như vậy rồi, cả 5 người với một cái ngưỡng phong độ rất cao, những nhà đương kim vô địch của giải đấu và đương kim vô địch của MSI năm 2024 vẫn thị uy được sức mạnh của mình. Ván đấu thứ hai, B3 thứ hai trong ngày thi đấu hôm nay sẽ là